chương 121, ban đêm sông vào nữ cấp trên gia môn. Đêm khuya, nào đó tập đoàn biệt thự sang trọng. Dạ lăng ba tẩy cái thơm nát cánh hoa tắm. Những cái kia cánh hoa đều là nhất tinh tài nguyên, dưới ánh trăng bách hợp. Căn cứ tài nguyên đồ dám ghi chép, dưới ánh trăng bách hợp vẻn vẹn, vẹn lớn lên tại cái nào đó tiếp cận mặt trăng bí cảnh. Đóa hoa bản thân thể chất đặc thù, tăng thêm lớn lên năm dài đến mấy trăm năm, trong khoảng cách gần hấp thu nguyệt chi tinh hoa. Bình thường dùng để nuôi nấng âm thuộc tính thông linh thú, hoặc phối hợp có âm tính chất chakra niêm gia tu hành, có làm ít công to tác dụng. Vẹn vẹn một đóa liền cao tới trăm vạn chi cự, lại chỉ là dùng để ngâm trong bồn tắm. Bình thường những tông đều không xa xỉ như vậy, cũng liền dạ lăng ba cái này phú bà dùng nổi đến. Vì ngạo nhân dáng người trùng lên khăn tắm xem như tạm thời quần áo, dạ lăng ba về đến phòng. Thơm ngát trong phòng, khắp nơi đều là tạp điện xung quanh, trên vách tường giấy dán tường, trong ngăn tủ phai Ga giường cùng gối ôm cũng đều in tạp điện tiểu chính thái thời kỳ hình tượng không biết còn tưởng rằng, cái này cái nào đó rạch nữ gian phòng. Nhìn ra được, dạ lăng ba lựa chọn Kakashi truyền thừa, đồng thời đem hắn tu luyện trí thần tạp, suy tính không phải cường độ, mà là XP hệ thống. Đây chính là kinh điển theo XP tuyển truyền thừa. Thưởng thức gian phòng tóc bạc tiểu chính thái hình tượng, dạ lăng ba đeo lên màu trắng biệt mắt, vừa định đổi một thân mỹ mỹ đắt quần áo. Quay người sau, nàng lập tức cảm thấy kinh dị, thần sắc khẩn trương lên. Chỉ thấy một cái sa riêng găng hiện lên ở trên không. Dạ lăng ba biến sắc, người nào? chẳng lẽ là đến từ thiên không chi quốc gia độn niên gia bọn hắn nắm giữ lấy đem hạt cắt hóa thành con mắt thứ ba đồng thời tự do khống chế rổ khắp nơi điều tra rổ điều tra đến hình ảnh sẽ thông qua cha ra truyền thâu tiếng bản thể chỉ là trong nháy mắt dạ lăng ba liền bác bỏ suy đoán này nàng viên kia không cách nào tắt ra riêng găng nhìn ra được đối phương là thứ thiệt ánh mắt hơn nữa cũng là sa riêng găng chẳng lẽ là cái nào đó sa riêng găng người sở hữu khai thác mới kính vạn hoa năng lực mặc kệ là cái nào có thế vòng qua trong biệt thự nghiêm mật bảo an, chỉ sợ ít nhất là có ảnh vệ thực lực. Hơn nữa mười phần am hiểu mai phục. Tại nàng suy tư lúc, ánh mắt chủ nhân chậm rãi từ trong hư không hiển lộ dáng người. Mang theo hổ văn mặt nạ, một thân trường bào màu đen người thần bí. Thấy thế, dạ lăng ba không có quá nhiều suy xét, hai ngón tay giao nhau, lôi thiết. Lòng bàn chân tạo ra cường lực dòng điện, ngưng kết tại toàn bộ cánh tay. Tại sa riêng găng phụ trợ phía dưới, nàng hóa thành một tia chớp, dùng lôi thiết xuyên qua đối phương. Nhưng mà, thần bí mặt nạ nam thân ảnh lại giống như như ảo ảnh bị nàng không có chút nào thực cảm giác mà xuyên thấu tại lực quán tính tác dụng phía dưới lôi thiếp trong nháy mắt cắt ra một bên vách tường tiếng vang ầm ầm lập tức gây nên trong biệt thự chú ý của những người khác sau một khắc một cái người mặc quản gia phục tóc bạc trắng lão gia tử thuấn thân thoáng hiện có mặt đại tiểu thư xảy ra chuyện gì từ quản gia bột phát ra cha ba động lạc vũ kinh ngạc phát hiện đối phương lại là ảnh vệ cấp khá lắm Đường đường ảnh vệ tới làm nhẫn tông quản gia, đi theo làm tùy tùng. Quả nhiên sức mạnh của Kim Tiền là vô tận. Tiếp viên hàng không, đừng động thủ. Người một nhà. Lạc Vũ Tháo mặt nạ xuống ngã bài. Mặc dù chỉ cần mở ra hư hóa, ảnh vệ cũng không thể ảnh hưởng hắn. Nhưng mà sau 5 phút, nên gửi còn phải gửi. Dù sao đem chính mình hút vào thần uy không gian, có mấy giây thi pháp phía trước dao động, hơn nửa quá trình bên trong không cách nào sử dụng hư hóa. Nếu là xong thần uy, tình huống đã tốt lắm rồi suy nghĩ lạc vũ yếu ớt liếc mắt nhìn dạ lăng ba bịt mắt che đậy bộ phận trực tiếp mở miệng đi yêu cầu nhất định sẽ bị coi thành đứa ngốc a dù sao cùng khác màu tím truyền thừa so thần tạp liền thắng một tay thần uy chân thực tổn thương hiệu quả không nhìn trên lệch đẳng cấp mặc dù phóng thích điều kiện hà khắc rồi điểm nhưng mà tốt xấu còn có mộng tưởng như thế nào để cho dạ tỷ cam tâm tình nguyện dâng lên mắt trái xem ra chỉ có quay đầu tham khảo một chút vở kịch bản đáng tin cậy thuận tiện còn có thể vui sách phú bà một cái cả hai cùng có lợi chỉ Lạc Vũ thắng hai lần. Lạc Vũ. Tại sao là ngươi? Dạ Lăng Ba không dám tin vào hai mắt của mình. Tại trong ấn tượng của nàng, Lạc Vũ dứt bỏ thần kỹ phụ trợ năng lực không nói, thực lực cũng liền tin anh thượng nhẫn cấp bậc. Làm sao có thể dễ dàng như thế liền giấu giếm được ảnh vệ cấp quản gia, phúc thúc. Xâm nhập khuê phòng của nàng. Là tiểu thư người quen biết sao? Phúc thúc dùng ánh mắt hỏi thăm nhìn chăm chú dạ lăng ba. Dạ lăng ba ra vẻ trấn định, khẽ gật đầu, hắn là ta trường học cũ hậu bối. Phúc Thúc xem như kim bài quản gia, lập tức lý trí phân tích cục diện. Đại tiểu thư còn vẹn vẹn trùng khăn tắm, lại đối với thiếu niên này không có tị hiềm ý tứ. Xem ra, quan hệ bọn hắn không tầm thường a. À. Thiếu niên này tướng mạo ngược lại là phong nhã, bất quá thực lực thiếu chút nữa ý tứ. Cũng liền thượng những trình độ, bất quá có thể giấu giếm được cảm giác của mình, tiến vào ở đây, chắc hẳn cũng là có chút thủ đoạn. Tính toán, chính mình tuổi đã cao, liền không tham gia người tuổi trẻ phá sự. Ta đi pha trà, các ngươi chậm rãi trêu chọc các ngươi đợi chút nữa lúc chơi đùa, động tĩnh nhỏ một chút, đừng lại đem tường cho đẩy ngã. Trước khi đi, Phúc Thúc lòng còn sợ hãi nhìn xem bị lôi thiết làm bể vách tường. Lại là lôi thiết, lại là mặt nạ. Vẫn là người trẻ tuổi biết chơi. Khổ cực. Lạc Vũ lễ phép gật gật đầu. Đối với ảnh vệ cấp lão tiền bối, tôn trọng vẫn là phải có. Về sau tới đi đại môn là được. Phúc Thúc vỗ vỗ Lạc Vũ bả vai. Nhất định. Lạc Vũ hứa hẹn. Chuyện ngày hôm nay, ta liền không chuyển báo lão gia. Phúc Thúc lộ ra nụ cười ý vị thâm trường, quay người rời đi, ẩn sâu công và danh. Phúc Thúc ngươi hiểu lầm, dạ lăng ba có miệng khó cãi, lập tức giữ dằn trừng lạc vũ một mắt. Đều là ngươi. Lạc vũ một mặt mộng bức, làm gì không giới thiệu ta cao quý ám bộ thân phận. Dẫn đến ta bị coi thường A. À. Dạ lăng ba nói bổ sung, ám bộ học đồ. Lạc vũ trong lòng nhỏ giọng tất tất. Chờ xem, sớm muộn thành ám bộ lão đại, đến lúc đó xem ta như thế nào hí hoái ngươi ta là ám bộ thành viên chuyện thế nhưng là dấu giếm của người nhà bọn hắn lo lắng vấn đề an toàn một mực phản đối ta gia nhập vào ám bộ ngươi cũng đừng nói cho ta lỡ miệng lạc vũ một mặt buồn bực ngươi không phải dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng sao người trong nhà còn quản được ngươi dạ lăng ba nhướng mắt vậy thì thế nào cha ta là niêm gia cấp kết điểm thành tựu này ở hắn nơi đó gì cũng không phải còn có chuyện này lạc vũ cả kinh giới này phóng viên không được a à. cái tầng quan hệ này cũng không có moi ra tới dạ lan ba khẽ cười một tiếng đó là tự nhiên phúc thúc chính là hắn trước kia bộ hạ bằng không thì ta sao có thể thuê nổi ảnh vệ cấp quản gia thật đúng là ảnh vệ cấp ninja cho dù là phóng tới đế đô cũng là chịu thế nhân kính ngưỡng tồn tại làm sao lại vì chỉ là tiền tài liền tồi mi không lưng quyền quý lạc vũ đột nhiên cảm thấy có chút choáng đầu muốn về thần uy không gian nghỉ ngơi ba tháng đêm hôm khuya khoác trộn đạo chạy đến ninja cấp kết bảo bối khuê nữ khuê phòng việc này nếu là truyền đi vì mình danh dự chắc hẳn ninh gia cấp kết cũng sẽ đuổi giết hắn đến chân trời góc biển. Mau nói. Ngươi là thế nào tìm tới nơi này? Dạ lăng ba nhíu mày hỏi. Giống nàng dạng này phú bà, chỗ ở tự nhiên đối với ngoại giới phải giữ bí mật. Bằng không thì ba ngày hai đầu liền sẽ có người tới quấy rối. Lại hoặc là đủ loại tiểu soái ca, tìm tới cửa chế tạo đủ loại gặp gỡ bất ngờ. Phiền đều phiền chết. Đây chính là phú bà buồn tẻ lại không màu mè sinh hoạt. Lạc vũ một mặt vô tội, ta mở mang kính vạn hoa năng lực mới, chơi qua đầu mơ mơ màng màng liền chui tiến vào ở đây. Dạ lăng ba hai mắt tỏa sáng, để cho ta khang khang. Chương 122, ném loạn rác rưởi hạ tràng. Nghĩ gì thế, đây chính là lá bài tẩy của ta. Ngoại trừ lão bà của ta cùng ta tỷ, ai cũng không nhìn nổi. Người biết sau đó, đem tin tức tiết lộ ra ngoài làm sao bây giờ. Lạc vũ quả quyết cự tuyệt. Đương nhiên, đây chỉ là dục cầm cố túng thôi. Hắn chỉ là muốn thừa cơ, tỏ dạ phú bà một điểm mét. Dạo chơi củ cải ăn qua lượng tỷ tỷ liền nhất định không ăn. Hắn cũng chỉ đành nghĩ biện pháp, nghiên cứu khác tài nguyên cung cấp tỷ tỷ hưởng dụng. Nhiều hiếu thuận đệ đệ. Dùng dưới ánh trăng bách hợp tẩy cánh hoa tắm. Nhà hắn hư hư thực thực, thực nguyệt chi mẫu thần tỷ tỷ đều không đãi ngộ này. Như thế không nghe lời của tiền bối. Dạ lăng ba hai tay chống nạnh, cao mày. Lòng hiếu kỳ quá dư nàng, bây giờ trong lòng giống như có con kiến đang bò. Lạc vũ hội tâm nở nụ cười, thản nhiên đưa tay ra, ta cùng nhà ta con thỏ nhỏ ngày đại hỷ, ngươi có phải hay không hẳn là bày tỏ một chút. Dạ Lăng Ba sững sờ, như thế nào, ngươi cùng Nguyệt thú là muốn kết hôn. Hôm nay là ta cùng nó khế ước đạt tới ngày, chẳng lẽ không phải chúc mừng một chút không? Lạc Vũ há mồm liền ra. Thực tế hai người huyết chi khế ước, sớm tại mấy ngày liền ký kết. Dạ Lăng Ba cười, không phải liền là đòi tiền đi. Ta bây giờ nghèo liền dư tiền, ngươi nói cái giá đi. Lạc Vũ mặt coi thường, con người của ta đối với tiền không có hứng thú. Ngươi trực tiếp tiễn đưa ta chút tài nguyên ý tứ ý tứ là được bây giờ chỉ là hiệp hội mỗi tháng trợ cấp, hắn đều xài không hết. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là những tệ chỉ dùng để mua sắm phổ thông hàng hóa. Nếu là điểm này những tệ cầm lấy đi ninja thương thành tiêu phí, đoán chừng cũng liền mua được khởi bạo phù. Ngay cả đóa hoa đều không mang được. Còn không bằng trực tiếp lựa chọn tài nguyên, còn không có trung gian thương kiếm lời trên lệch giá. Tham tiền, chờ lấy. Dạ lăng ba quệt quệt khóe môi, cất bước đi ra khỏi phòng. Chỉ chốc lát sau, nàng nâng một đống lớn dưới ánh trăng bách hợp cánh hoa trở về, phía trên còn dính trong suốt dọc nước nhiều như vậy nhất tinh tài nguyên đầy đủ nhìn ngươi biểu diễn a lạc vũ chậm rãi đánh ra một cái dấu chấm hỏi cái này phú bà so với mình nghĩ đến keo kiệt a đây không phải ngươi đã dùng qua cánh hoa nghĩ đến lần thứ hai lợi dụng lạc vũ một mặt két bỏ đó là tưới hoa thủy mà lại là ngũ tinh tài nguyên vượt biển thánh lộ đâu dạ lăng ba nghiêm trang miệng hồ ngược lại toàn cầu tài nguyên tu luyện chủng loại phong phú ngoại trừ liên quan chuyên nghiệp học giả ai cũng khó mà nói, đến cùng có cái nào ngũ tinh tài nguyên. Huống hồ, theo tân bí cảnh khai phát, không ngừng có loại sản phẩm mới tài nguyên bị phát hiện. Nói được nửa câu, Dạ Lăng Ba ngây ngẩn cả người. Lạc Vũ chẳng lẽ biết một chút cái gì? Ngươi? Làm sao biết? Dạ Lăng Ba thẹn quá hóa giận, gương mặt xinh đẹp hồng ấm. Lạc Vũ bất đắc dĩ, ngươi đây nhưng là oan uổng ta, nhìn ngươi bộ trang phục này, là cá nhân đều có thể nghĩ tới phương diện kia. Nói xong, hắn nhanh chóng thu hồi dưới ánh trăng bách hợp cánh hoa, miễn cho dạ lăng ba quá đáng xoắn xuýt. Chờ một chút, ngươi đi ra ngoài trước, để cho ta đổi quần áo một chút. Đem lạc vũ đẩy lên hành lang, dạ lăng ba lạnh lùng đóng cửa phòng. Lạc vũ cười, đến đổi đi. Không phải còn có một mặt tường sập. Động thổ, thổ lưu bích. Trong nháy mắt, hủy hoại vách tường, cũng bị khắc đầu chó tường đất thay thế. Quân tử cũng phòng A. Lạc vũ có chút tức giận. Chủ yếu là cảm nhận được chính mình không được tín nhiệm, cho nên mới sinh khí. Hắn thành thật như vậy thật thà ngây thơ thiếu niên, vậy mà cũng bị nghiêm phòng tử thủ. Thế phong nhật hạ A. À. Sau 3 phút, Lạc Vũ cùng thay quần áo xong dạ lăng ba, đi tới biệt thự hậu phương lớn tu luyện tràng địa. Nhìn xem toàn thân bị thật dày quần áo thể thao bao trùng dạ lăng ba, Lạc Vũ không vui. Dù sao cũng là đã từng chết sống có nhau đồng sự, đến tột cùng có hay không điểm tín nhiệm. Không vui về không vui, thu nhân gia gạo, sống hay là muốn làm. Hoàn toàn không cần thiết tới tu luyện tràn địa, Ta năng lực mới chủ yếu là cùng không gian đổi thành có liên quan, sẽ không tạo thành tổn thương gì." Lạc Vũ giải thích nói. "Vậy ngươi không nói sớm." Dạ Lăng ba cắn cắn môi sừng. Vốn là nàng đối với Lạc Vũ năng lực mới không có như vậy cảm thấy hứng thú. Dù sao thần tạp thần uy có nhiều gân gà, chính nàng cũng tâm lý nắm chắc. Không thể bởi vì đối phương phù hợp XP liền quá đáng mỹ hóa thần tượng. Nhưng mà Lạc Vũ đã từng sử dụng kính vạn hoa năng lực tràn diện, nàng còn rõ ràng trong mắt siêu mẫu giống lập trình viên dùng chân biên đi ra. Cho nên lúc này mới nho nhỏ mong đợi một chút. Lúc này, Lạc Vũ đã đem động lực quán thâu tiếng kính vạn hoa. Mắt phải lập tức sinh ra vòng xoáy một dạng hấp lực. Bị liên lụy dạ lăng ba, cảm nhận được không gian xung quanh đang vạn vẹo. Không gian lực lượng. Cùng ta thần uy năng lực rất giống A. Theo thuận theo lấy hấp lực, mấy giây thời gian, dạ lăng ba liền cuốn vào Lạc Vũ mắt phải. Đồng thời, Lạc Vũ tự thân thân ảnh khi nhận đến vòng xoáy gợn sóng ảnh hưởng, dần dần cuốn vào vòng xoáy trong không gian. Rất nhanh, hai người xuất hiện tại đen kịt một màu không gian, chung quanh khắp nơi đều là bất quy tắc sắp xếp cực lớn màu đen khối lập phương. Hai người liền đặt chân ở một khối diện tích rộng lớn trên khối lập phương. Nơi này là nơi nào? Dạ Lăng Ba triệt để mộng. Lạc Vũ nhàn nhạt mở miệng, chỉ cần là bị thần uy hấp thu người, đều biết đến cái này dị không gian. Thần uy của ngươi cũng giống như vậy. Nói xong, hắn chỉ chỉ bên cạnh một chỗ chất đầy tạp vật màu đen phương thể bên trên những thứ này chính là ngươi dùng thần uy hấp thu đồ vật. Phần lớn là một chút xác, có chút là nhân loại, có chút là dị thú. Cùng với một chút dùng để luyện tập viễn trình thần uy, hấp thu tiến vào đạo cụ. Quả táo hạch, xuyên thối sau lười nhát tấm này ti, quá thời hạn sách báo. Trong đó là dễ thấy nhất chính là một bản tạp điện chính thái bản. Đó là nàng lần thứ nhất thần uy sử dụng sau khi thành công đối tượng thí nghiệm. Mặc dù thần uy cuối cùng thành công, nhưng mà cũng đã mất đi nàng dùng tốt nhất cái này sách tham khảo. Những năm gần đây, nàng một mực canh cánh trong lòng. Không nghĩ tới, vậy mà lấy loại phương thức này lại lần nữa tìm về. Dạ lăng ba tại chỗ xã hội tính tử vong, sắc mặt đỏ bừng, ánh mắt trở nên đáng sợ, tráng ứa ra hơi nước. Xong. Toàn bộ xong. Vốn còn muốn ở hậu bối trước mặt, bảo trì tiền bối cao lãnh tư thái. Lần này, nàng băng lãnh thanh thuần hình tượng hủy sạch. Để cho nàng về sau như thế nào mang lạc vũ người mới này. Lạc vũ ho nhẹ một tiếng, làm bộ vô sự phát sinh. Lại nói, có phải hay không có thể sử dụng quyển sách này, áp chế giả dạ tỷ làm một chuyện gì. Tóm lại, về sau dưới tình huống bình thường, đừng dùng linh tinh thần uy năng lực, hướng về ở đây nhét chút vật kỳ quái. Lạc Vũ mặt ngoài nghiêm túc, kỳ thực cắn chặt môi, phản phất tham gia không nên cười kiêu chiến. Dạ Lăng ba mặt xám như tro, phản phất một đầu mất đi mơ ước cá ướt muối, biết. Thần uy không gian còn có một cái khác công dụng, trở lại thế giới hiện thực, có thể tùy ý thiết trí điểm đến tọa độ. Nói xong, Lạc Vũ lại lần nữa đem hai người hút vào kính vạn hoa đế đô đại học trên bãi tập hai người từ trong xoáng ốc ba động đi ra phụ cận một đôi ước hẹn tình lữ nhìn trực tiếp mắt trợn tròn thời không ở giữa nhẫn thuật trường học của bọn họ còn có loại này đại lão nắm giữ thời không ở giữa nhẫn thuật loại này cấp bậc tối thiểu nhất cũng là viện trưởng a nhưng nhìn bộ dáng bọn hắn tự hồ còn rất trẻ đừng nói cho bọn hắn hai người kia cũng là học viên bất quá buổi tối trời tối xem không thấy rõ tướng mạo hai người tuổi thật cũng không tốt phán đoán Chương 123, Tô Gia Giả Tâm Đây không phải là tiểu phi lôi thần. Dạ lăng ba miệng nhỏ khẽ nhất, thần sắc ngốc trệ, hiển nhiên đã từ bóng tối đi ra. Lạc vũ năng lực mới quá mức thái quá, thậm chí để cho nàng tạm thời lãng quên đi vừa rồi xấu hổ kinh nghiệm. Tiểu phi lôi thần Lớn phi lôi thần Lạc vũ thân là thổ thổi, tại chỗ liền lý trí phân tích ra. Phi lôi thần còn cần tiêu ký, cái này tùy tiện bay, chính là thi pháp phía trước dao động hơi dài. Phi lôi thần là từ nhị đại hô kết Senju Tobirama khai phát, hô kết đệ tứ Namika Minato dùng cái này dương danh thiên hạ, đặt tên ti chớp vàng. Hiệu quả thực tế là, thông qua đụng vào tại trên vật thể lưu lại chakra ấn ký, phi lôi thần thuật thức. Sau đó tùy thời có thế thi thuật, thuấn di đến có lưu ấn ký vị trí. Luyện độ cao tinh lực phong phú tình huống phía dưới, thậm chí có thể sử dụng phi lôi thần đạo lôi, thay đổi vị trí cỡ lớn nhẫn thuật. Namika Minato liền từng thay đổi vị trí qua cửu vĩ vĩ thú ngọc. Ở cái thế giới này, phi lôi thần học tập độ khó cũng là nhất lưu. Trên cơ bản chỉ có thông qua kế thừa hai vị hô kết truyền thừa, mới có thể lĩnh ngộ thành công. Ngàn năm qua tất cả mọi người có thể mượn nhờ truyền thừa, tự động lĩnh ngộ. Mặc dù phi lôi thần cùng thần uy đồng dạng là thần kỹ, nhưng mà ai cũng có sở trường riêng. Thần uy không cần tiêu ký, nhưng mà phía trước dao động so sánh với nhau hơi dài. Cho nên lớn phi lôi thần, chỉ là lạc vũ nói đùa. Vậy cái này thu tiêu hao nhiều không? Biết thần uy không gian có thế như thế huyễn khốc sử dụng, Dạ lăng ba quan tâm hàng đầu vấn đề chính là tiêu hao. Dù sao nàng quanh năm quan bất thượng xa riêng găng, dẫn đến chính mình thường xuyên thiếu cha ra. Kính vạn hoa càng là tiêu hao rất lớn, dùng một cái hai ba lần liền đem thân thể của nàng móc rỗng. Nếu là vì thay đi bộ, đem thân thể cho chơi hỏng, còn không bằng đặt vé máy bay thuận tiện còn có thể xem không trung phong cảnh. Lạc Vũ cười nhạt một tiếng, còn nhớ rõ trước đây đại chiến tầng lão sư, ta có nhiều bền bị sao. Cho dù là kính vạn hoa năng lực, ta cũng có thể tung hưởng tơ lụa căn bản không cần lo lắng tiêu hao vấn đề. Dạ lăng ba khẽ cắn khóe môi, không công bằng. Đồng dạng cũng là thần uy mắt, vì cái gì mắt phải so mắt trái mạnh nhiều như vậy. Nàng xem thấy lạc vũ ánh mắt, tràn đầy hâm mộ. Nếu là nàng viễn trình thần uy cũng có thể tùy tiện dùng, khỏa đáng hình người pháo đài. Đáng tiếc. Bất quá lạc vũ cũng coi như là nàng tiểu đệ kim kính vạn hoa linh kiện. Có như thế thực dụng năng lực, nàng xem như tiền bối, hẳn là cũng có thể thể nghiệm đến phục vụ. Tỷ như nhiệm vụ thời kỳ, thì có thể làm cho tiểu lạc vũ làm phương tiện giao thông mang nàng đi mục tiêu địa điểm vé máy bay bớt đi không nói mấu chốt là nhanh a à. mặc kệ có bao xa cũng là vài giây đồng hồ xong việc suy nghĩ dạ lăng ba không khỏi khóe miệng hơi hơi dương lên lợi hại tiền bối vì ngươi cảm thấy kiêu ngạo về sau làm nhiệm vụ tận lực đều mang ngươi người trẻ tuổi liền nên thật tốt rèn luyện một chút nghe lời này một cái lạc vũ khuôn mặt đều tái rồi đây không phải chính mình lừa gạt a phi bộ kia lý do thoái thác đi như thế nào toàn bộ trả lại hỏng dạ tỉ lại muốn bắt hắn làm công cụ người tô gia phòng họp toàn trường bạch nhãn ninja một mặt nghiêm túc ngồi tại vị trí trước bọn họ đều là tô gia cao tầng có mặt một số người đã có ảnh vệ thực lực kém nhất cũng là những tông chi đỉnh nhưng mà đám người này lại ngồi nghiêm chỉnh lộ ra phá lệ câu nệ trung tâm chói mắt nhất ngồi quỳ bên trên một cái không giận tự uy trung niên nhân ngồi ngay ngắn chính là đương đại tông gia gia chủ ninja cấp kết tô diệp phong gia chủ tìm chúng ta tới thế nhưng là vì tôi dĩnh một chuyện trên bàn tiệc một cái cao tầng đứng lên nói gần nhất tay trong của bọn họ nhận được tin tức nguyệt thú thần miếu gặp nạn sau ngoại trừ truyền kỳ nguyệt thú tôi dĩnh còn thu được khác kỳ ngộ cụ thể là cái gì còn không rõ ràng hiệp hội công tác bảo mật làm được rất tốt nhưng mà lại làm cho tôi gia cao tầng ẩn ẩn cảm thấy bất an tất nhiên nguyệt thú kèm theo bạch nhãn nghĩ đến cái kia nguyệt thú thần miếu khẳng định có quan hệ tại bạch nhãn chỗ tốt nếu như tôi dĩnh lấy được phần kia kỳ ngộ nguy hiểm cho đến tông gia thống trị, đó là tô gia không muốn nhìn thấy. Mặc dù trong bọn họ đại bộ người cũng là phân gia, nhưng mà tổ tông chi pháp không thể đổi ý niệm thâm căn cố đế. Tô Diệp Phong ấm ngươi nở nụ cười, chỉ là một cái tiểu hài tử thôi. Chẳng lẽ các vị thật tin tưởng, nơi di truyền thừa phá giải cá chậu chim lồng thuyết pháp. Các vị cấp cao hai mặt nhìn nhau, lập tức hùng hồn kể lễ. Hà tin là có, không thể tin là không a. À. Hà giết lầm một ngàn, không thể buông tha một cái. Hà ta người phụ trách, vô người phụ ta. Tô gia ngàn năm cơ nghiệp, gia chủ không thể sơ suất. Nghe đám người nhân vật phản diện lên tiếng, Tô Diệp phong sắc mặt trầm xuống, Dĩ Nhi trốn đi, vốn là bởi vì các ngươi mưu đồ bí mật. Bây giờ, ta đồng ý đem nàng trục xuất Tô gia, vì chính là để các ngươi không cần làm hại nàng. Đừng quên, nàng thế nhưng là đệ đệ ta nữ nhi, Lam nhi tỷ tỷ, cùng các ngươi cũng là huyết mạch tương liên. Chuyện này về sau đừng nhắc lại, bằng không tông gia vị trí, các ngươi tới làm a. À. Lời này vừa nói ra, toàn trường hoàn toàn yên tĩnh. Một lát sau, có người hòa giải, không biết gia chủ tìm chúng ta tới, cần làm chuyện gì. Tô Diệp Phong gặp có người nêu ý chính, sắc mặt hòa hoãn, các ngươi nhưng biết, đế đô đại học một cái tân sinh, khế ước chuẩn thần thú tiềm năng nguyệt thú. Xác lập hội nghị phương hướng, đám người lập tức bày ra thảo luận. Ta hoài nghi nguyệt thú thần miếu cùng với nguyệt thú, cũng là tô gia chúng ta tổ tiên di sản. Đúng, ta đề nghị hướng hiệp hội cùng quốc gia thỉnh nguyện, nguyệt thú xem như tô gia chuyên trúc thông linh thú, liên quan quyền tài sản nhất thiết phải thuộc về tô gia. Hơn nữa truyền kỳ nguyệt thú cùng chuẩn thần thú nguyệt thú cũng muốn thu hồi, xem như gia tộc thủ hộ thần thú bồi dưỡng. Bàn lại, tô diệp phong một mặt dấu chấm hỏi, tại trước mặt quốc gia nhảy nhót, các ngươi là thực sự sợ tô gia sống quá lâu a? À? Mặc dù tô gia xem như trong tộc trưởng lão, cũng coi như là có mấy vị ninh gia cấp kết, thuộc về long chi quốc nhất lưu thế gia. Nhưng mà tại trước mặt quốc gia, chút thực lực ấy căn bản không đủ nhìn. Dù là thỉnh nguyện trên sách đi, đoán chừng sống không qua nửa phút, liền sẽ bị ném vào trong sọt rác. Nhìn xem không nghĩ ra đám người, Tô Diệp Phong mỉm cười, là như thế này, cái này nguyệt thú nhìn thế nào như thế nào giống Tô Gia chuyên trúc thông linh thú. Nhà ta Lam Nhi dù sao cũng là tương lai tông gia người nối nghiệp, trước mắt mới chỉ có 5 cái thông linh thú. So sánh phổ thông ninh gia tự nhiên là không ít, nhưng mà xem như tô gia thiếu gia chủ, cũng có chút keo kiệt. Dù sao hắn cũng là tô gia bề ngoài. Cái kia tân sinh nguyệt thú, tiềm năng có chuẩn thần thú, vặn xứng với làm Lam Nhi thông linh thú. Các ngươi ai đi cùng Lạc Vũ đàm luận chuyển tay thông linh thú chuyện, đến nỗi phí tổn đi. Tô gia chúng ta gia đại nghiệp đại, công khoản nhìn xem hoa, chỉ cần có thể cầm xuống chuẩn thần thú, bao nhiêu đều đáng giá. Dưới đại một đám ngọa long phượng sồ nghe xong, nguyên lai like là vì cho Tô Lam Khế ước chuẩn thần thú. Việc này đơn giản. Nghe nói Lạc Vũ chỉ là cô nhi viện xuất thân bình dân. Chỉ cần báo lên Tô gia danh hào, nhất định có thể hù dọa hắn đến lúc đó liền có thể lấy cải trắng giá cả ôm thần thú về. Nói không chừng tiểu tử kia thức thời, chút xu bạc không thu, bọn hắn còn có thể ăn chút tiền hoa hồng. Thế là, trong lúc nhất thời không thiếu tô gia cao tầng xung phong nhận việc, muốn tại gia chủ trong lòng tranh đến một chỗ cắm dùi. Tô Diệp Phong cười, xem ra tô gia vẫn có không thiếu năng thần lương tướng đi. Chương 124, A Phi ẩn tàng thiên phú. Ngoại Long tiểu khu, Lạc Vũ ký túc xá. Lạc Vũ dùng thần uy tiễn đưa đêm Ajanimi về nhà, Chính mình cũng phát động thời không vòng xoáy, xuất hiện tại trong túc xá. Vừa về đến nhà, liền thấy Lạc Nghiên dư chính thổi tóc còn ướt, trên thân đổi thân mát mẻ đồ mặc ở nhà trang. Chắc là huấn luyện qua sau, vừa tắm rửa qua. Lạc Nghiên còn lại nhìn thấy đệ đệ Hoa Lệ phương thức ra sân, lập tức mộng bức. Đệ đệ ngươi cũng lĩnh ngộ chiêu thức mới. Lạc Vũ mỉm cười, xem như một loại truyền tống kỹ năng a. Về sau tỷ ngươi muốn đi nơi nào du lịch, mấy giây đường đi, ta có thể mang ngươi đến chân trời góc biển. Lợi hại như vậy, không hổ là ta tự mình nuôi lớn đệ đệ. Lạc Nhiên còn lại một mặt tiểu kiêu ngạo, em trai nhà mình chính là ưu tú như vậy. Nhìn xem phản ứng của nàng, Lạc Vũ cười cười. Nếu như về sau nàng có thế lĩnh ngộ thiên chi ngự bên trong, nhưng là lợi hại hơn nhiều. Món đồ kia thế nhưng là cao phối thần uy. Nói cho ngươi một tin tức tốt, ta thông qua huấn luyện lục lọi ra được một bộ quyền pháp. Lạc Nhiên dư thần khí mà vung lên cái cổ trắng ngọc, trên mặt viết đầy thỉnh hung hăng khen ngợi ta. Nghe vậy, Lạc Vũ nhanh chóng liếc mắt nhìn bản hệ thống. Tỷ tỷ năng lực mặt ngoài, thật đúng là nhiều hơn nhu quyền LV2. Lạc Vũ kinh ngạc, thì ra huấn luyện thật có hiệu quả. Đây không phải huy ga nhất tộc người người phải học thể thuật đi. Phối hợp Bạch Nhãn nhìn rõ mục tiêu mạch lạc, dùng nhu quyền kích bên trong tương ứng huyệt vị, từ đó phong tỏa đối phương chát ra. Tô gia đệ tử từ nhỏ học tập nhu quyền, có thể sử dụng 3, thời gian 4 năm đem luyện độ tu luyện đến tiểu thành, đã có thể được xem là thiên tài. Tỷ tỷ ngược lại tốt, một buổi chiều liền vô sự tự thông, đi tới tiểu thành luyện độ. Nếu như bảo trì lượng huấn luyện, đoán chừng không đến một tháng, liền có thể đem nhu quyền đẳng cấp kéo căng. Đây chính là chuẩn thần thú tiềm năng sao. Lạc Vũ ngờ tới, càng nhiều là bởi vì, Kaguya sức mạnh vốn là đầy áp nhu quyền tốt nhất bên trên thượng vị kỹ năng. Yasogami Kugeki Lấy tiên đạo lay động đất trời, công phòng nhất thể thể thuật. Cho nên nhu quyền xem như nguyệt thú cơ sở chủng tộc kỹ, khắc vào DNA bên trong loại kia. Không chỉ có như thế, huấn luyện sau, nàng thể lực và chắc ra cũng có rõ ràng tốc độ tăng. Về khoảng cách dẫn tiêu chuẩn, cũng liền mấy trận dạo chơi cũ cải chuyện. Lại nói, khắc bái nguyệt giáo trong coi thần miếu, hẳn là cũng phong ấn nguyệt chi mẫu thần sức mạnh a. À. Ông tổ nhà họ tô không phải đem địa chỉ khắc vào trong đầu của tô dĩnh đi, quay đầu lại hỏi hỏi nàng a. À. Nếu như lại đem khắc phong ấn phá giải, tỷ tỷ sợ không phải vài phút Yasugami Kugeki, cùng giết cho cốt an bài bên trên. Một trận méo mó não bổ sau, lạc vũ phủi tay, khích lệ nói, không ngừng cố gắng. Vì ban thưởng ngươi chăm chỉ, ta tiễn đưa ngươi ít đồ. Nói xong, lạc vũ mắt phải thoáng qua một vòng ửng đỏ, cuốn sạch lấy gió lốc đem dưới ánh trăng bách hợp cánh hoa huy sái đi ra. Vì lạc nghiên còn lại mang đến một hồi lãng mạn cánh hoa mưa. Trong nháy mắt, lạc nghiên còn lại một mặt cười ngớ ngẩn. Tặng nàng hoa cánh mưa. Có ý tứ gì không cần nói nhiều a. À? Trong lòng đệ đệ có nàng. Đệ đệ thật biết đi. Lễ vật này, tỷ tỷ rất ưa thích. Lạc Vũ miễn cười gật đầu, vậy ngươi nhanh ăn đi. Ăn. Lạc Nhiên còn lại sững sờ. Đúng thế. Lạc Vũ chuyện đương nhiên gật đầu một cái. Đây chính là ta cố ý mua cho ngươi nhất tinh tài nguyên, vì chính là thử một chút, nhìn ngươi ăn khác đồ ăn, có thể tăng thực lực lên hay không. Nói chung ăn dạo chơi củ cải, ta sợ ngươi khó chịu. Hơn nữa dưới ánh trăng bách hợp còn có điều lý âm dương dưỡng sinh hiệu quả, phục dụng so nước đường đỏ hữu hiệu nhiều. Thì ra là như thế lạc nhiên còn lại âm thanh có chút hơi thất vọng. Là nàng đa tâm. Xem ra đệ đệ vẫn là chỉ đem nàng làm tỷ tỷ. Tính toán, bây giờ chính mình là tỷ tỷ của hắn, lại tăng thêm một tầng thông linh thú quan hệ. Chỉ cần đánh hảo cơ sở, thân càng thêm thân cũng không phải rất khó, chỉ cần nàng nắm hảo. Suy nghĩ, lạc nhiên còn lại nhét vào trong miệng một mảnh cánh hoa, nhai kỹ nuốt chậm. Dù sao nàng bây giờ là một con thỏ, ăn sống cánh hoa loại sự tình này, cũng không phải rất kỳ quái. Lại nói, cái này cánh hoa làm sao còn mang theo nước động. Lặp lại, Lạc Nhiên còn lại một mặt không hiểu. Lạc Vũ ho nhẹ một tiếng, cái này gọi là vượt biển thánh lộ, ngũ tinh tài nguyên đâu, chủ quán dùng để tưới hoa. Ngược lại dạ tỷ là như thế này nói với hắn. Đến nỗi đến cùng là cái gì, đơn thuần hắn không đoán ra được. Tất nhiên Lạc Vũ đều nói như vậy, Lạc Nhiên còn lại cũng không có hỏi lại. Nàng vĩnh viễn tin tưởng tiểu vũ đệ đệ. Đừng nói, cái này ngũ tinh tài nguyên nước, vẫn rất ngọt. Lạc đại nhân, việc lớn không tốt đang lúc lạc vũ thưởng thức lạc nghiêng còn lại tướng ăn a phi từ dưới sàn nhà nổi lên kể từ ăn dạo chơi củ cải thân thể của ta càng ngày càng không được bình thường đừng nóng vội ngươi từ từ nói lạc vũ chững chạc đạo a phi ngữ khí uể oải ta thân thể hiện tại cuối cùng sẽ bài tiết ra dịch axit nói xong hắn vì biểu thị cố gắng từ trên thân thể bài tiết ra trong suốt nhựa cây rơi xuống đất tấm nhiễm nhựa cây sau sàn nhà lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được ăn mòn lạc vũ một hồi đau lòng đây cũng không phải là nhà mình về sau chắc chắn là phải hướng đế lỗ lớn tiền đừng nóng vội cho ta suy tính một chút lạc vũ trở tay mở ra a phi mặt ngoài kể từ thông linh thú thể hệ đổi mới a phi tiềm năng cũng hiện ra chỉ có vương cấp mặc dù người ở bên ngoài xem ra đã rất cốt dù sao ảnh vệ tiêu chuẩn thấp nhất cũng liền vương cấp quân thiên hạc có thế có chuẩn truyền kỳ đó cũng là bởi vì sau lưng gia tộc coi trọng tài năng của nàng cho nên chịu dốc hết vốn liếng đầu tư nhưng mà đối với có được chuẩn thần thú tỷ tỷ lạc vũ mà nói vương cấp cực kỳ cải bắt bất quá cân nhắc đến a phi trước mắt tác dụng chính là di chuyển nhanh chóng mở tầm mắt đơn vị cũng sẽ không thật là cưỡng cầu quá nhiều một phen xem xét sau lạc vũ phát hiện a phi mặt ngoài còn nhiều ra một hạng chủng tộc kỹ cường toan nhựa cây lv một bên ngoài tầng bài tiết ra ăn mòn cực mạnh tính axit nhựa cây ăn mòn tiếp xúc địch nhân của ngươi thăng cấp điều kiện tiếp tục phục dụng dạo chơi củ cải chỉ cần không phải nhẫn thuật thăng cấp điều kiện đều không cần ninh gia mảnh vụn sao. Cái kia còn thật thuận tiện. Quả nhiên là dạo chơi cũ cải vấn đề. Lạc Vũ xem xét Lạc nghiêng còn lại mặt ngoài. Phát hiện tỷ tỷ cũng không có thức tỉnh cường toan nhựa cây, Lạc Vũ yên tâm. Xem ra hẳn là A Phi chính mình vấn đề. Đừng hiểu lầm, hắn chỉ là muốn ngẫu nhiên vuốt ve tỷ tỷ thỏ đầu. Nếu là tỷ tỷ làn da bài tiết cường toan nhựa cây, vậy coi như rất tiếc núi. Vô địch. Lạc Vũ có cái phỏng đoán. Cường toan nhựa cây, chỉ là bộ phận thực vật hệ thông linh thú thông thường chủng tộc kỹ, bởi vì hiệu quả quá yếu cho nên không có cho điểm. Hắn cũng không có ý định quá đáng chú ý. Nhưng A Phi tự hồ có thể thông qua hấp thu đặc thù thực vật, thức tỉnh đủ loại năng lực cổ quái. Loại này nhân tố không xác định, hạng mức cao nhất hạng cuối cũng rất cao. Nhưng mà, chỉ cần không đối với thức tỉnh năng lực số lượng có hạn chế, A Phi liền có thể có vô hạn khả năng. Thì ra đây mới là A Phi chính xác mở ra phương thức. Vì thêm một bước chứng nhận phỏng đoán của mình Lạc Vũ đưa cho A Phi một mảnh dưới ánh trăng bách hợp. A Phi mặc dù đối với Lạc Vũ hành vi biểu thị không hiểu, nhưng vẫn là kiên định thi hành theo. Cánh tay bày ra, hóa thành thực vật trạng thái ôm trọn nổi cánh hoa. Dưới ánh trăng bách hợp trong nháy mắt liền bị hòa tan. Ngay sau đó, A Phi quanh thân tản mát ra hơi nguyệt quang, chiếu rọi chung quanh. Nguyệt quang thuật, vì chung quanh đơn vị phục hồi từ từ thể lực, chát ra, ban đêm phóng thích hiệu quả hai lần. Lạc Vũ kinh ngạc, thật đúng là. Ta tích mẹ còn có thu hoạch ngoài ý muốn. Chương 125, đại lão cuộc sống đại học chính là như thế buồn tẻ tự nhiên. Nguyệt quan thuật khôi phục 10 phần chậm chạp, lại là nhất tinh chấm điểm thực vật chủng tộc kỹ. sau cường toan nhựa cây mạnh hơn nhiều. Dưới hoàn cảnh cực đoan, còn có thể làm chiếu sáng công cụ. Càng quan trọng chính là, thêm một bước nghiệm chứng A Phi ẩn tàng năng lực, thông vệ phẩm chất cao thực vật, sẽ thức tỉnh đồng dạng cao cấp liên quan chủng tộc kỹ. Về sau học xong cao cấp một độn, lại cùng thực vật hệ kỹ năng kết hợp lại, đơn giản hoàn mỹ. Xem ra, về sau đụng tới cái gì cao cấp thực vật tài nguyên hắn cần phải vì a phi lưu ý một chút vì tình huống loại hoa này ăn biết phát sáng sao nhìn xem tựa như bóng đèn a phi lạc nghiêng dư hoảng, trong miệng nguyên bản ngọt ngào dưới ánh trăng bách hợp lập tức không thơm lạc vũ lập tức giảng giải tỉ ăn hết mình ngươi đây là a phi kỹ năng đặc thù tiếp lấy hắn đem phát hiện của mình cáo tri lạc nghiêng còn lại lạc nghiêng còn lại lúc này mới yên tâm một bên a phi cũng phản ứng lại thì ra là thế sau đó, hắn theo mạch suy nghĩ khống chế chủng tộc kỹ, phát hiện quả nhiên có thể đóng lại nguyệt quan đèn, để cho cường toan nhựa cây không còn bài tiết. Mà lạc nhiên còn lại cũng xác nhận, ăn dưới ánh trăng bách hợp có thể đề thăng càng đa số hơn giá trị. Chính là tỷ suất chi phí, hiệu quả không cao, nhất tinh tài nguyên có thể so sánh dạo chơi củ cải đắt hơn. Dù sao dạo chơi củ cải là miễn phí, dưới ánh trăng bách hợp tiện nghi nhất thu hoạch phương thức, chính là quay đầu tìm giả dạ phú bà ti giao dịch. Lạc Vũ vui mừng nhìn qua cái nhà này. Toàn gia quải bức, chỉnh chỉnh tề tề tương lai hắn có bận làm việc đầu tiên là hiểu rõ kính vạn hoa sau này thăng cấp phương thức hắn hoài nghi là cần mắt trái thần uy kính vạn hoa quay đầu đem giả dạ tỷ kính vạn hoa mượn qua đến thử xem còn có tìm kiếm khắc thần miếu đột phá nguyệt chi mẫu thần phong ấn xem những lực lượng kia vẫn sẽ hay không đến tìm tỷ tỷ nếu như vẫn là như vậy như vậy tỷ tỷ liền thực chú ý là nguyệt chi mẫu thần chuyển thế thuận tiện chú ý một chút có hay không thích hợp a phi hấp thu thực vật tài nguyên cũng không biết cường lực thực vật hệ dị thú có thể hay không hấp thu đến nỗi đại hồ ly lạc vũ hỏi qua hệ thống cần cơ sở trị số đạt đến ảnh vệ mới có thể mở khóa cửu vĩ chi loạn vì cái gì xếp tại diệt tộc chi dạ đằng sau bởi vì hai thời kỳ này obito năng lực tương đương cửu vĩ chi loạn lại có thể khống chế cửu vĩ năng lực nhiều tự nhiên là muốn chừa đến cuối cùng bất quá dễ dàng nhất đạt thành vẫn là thăng cấp uchiha hỏa viêm trận chỉ cần một cái tùy ý tam tinh hỏa hệ tài nguyên liền có thể thăng cấp tiếp theo đẳng cấp. Dù sao tại trước mặt mọi người, Lạc Vũ là không muốn bại lộ hoàng mỹ thần uy năng lực. Nhiều lắm là để cho nhạc hiệu trưởng, giả phú bà này một ít người đáng giá tín nhiệm biết là được. Như vậy hắn cũng tốt lợi dụng vô địch thần uy, che giấu thân phận kiếm chuyện. Thật dùng cũng không có việc gì, chờ lấy hiệp hội phái cao thủ tới bảo vệ liền xong việc. Cho nên, này liền cần ý lại phổ thông nhẫn thuật. Đương nhiên, Uchiha hỏa viêm trận cũng không tính phổ thông nhẫn thuật bình thường chỉ có Uchiha Madara truyền thừa người mới có thể lĩnh ngộ Ninja thời đại sơ kỳ quân gia liền từng xuất hiện dạng này thiên tài chỉ là về sau không biết nguyên nhân gì vị này quân gia thiên tài mưu phản Long Chi quốc thậm chí ngay cả tính danh đều bị sách lịch sử xóa đi bất quá vị kia vô danh giả ngược lại là đem nhiều loại Uchiha bí thuật phương pháp học tập ghi lại ở trên quyển trục Uchiha hỏa phim trận tự nhiên cũng tại trong đó bây giờ phần này quyển trục liền được cung phụng tại quân gia cấm địa chỉ có gia tộc nhất lưu thiên tài mới có tư cách quan sát học tập. Hiệp hội đối với Uchiha hỏa viêm trận đánh giá, vì tứ tinh nửa hỏa động loại hình phòng ngự kết giới. Có thể tiếp xúc đến cao như thế tinh nhẫn thuật, tất bước ảnh vệ. Đem luyện độ đề cao sau, hẳn là có thể quét ngang đế đô đại học, học phần kiếm được đầy bồn đầy bát. Kế hoạch hảo hết thảy, Lạc Vũ đem tỷ tỷ ôm trở về khuê phòng, tiếp đó trở về phòng ngủ mình, tắt đèn ngủ. Chính ta có chân, không cần ngươi ôm. Lạc Nghiên còn lại vốn định nói như vậy, nhưng mà đệ đệ ôm ấp hoài bảo để cho nàng mất phương hướng buổi sáng là chủ nhiệm lớp lão ninh giới ninh khoa học khóa. Bởi vì nếm thử đem trân quý nguyệt thú trứng làm thành bầy trứng gà, nghiên cứu tiểu tổ lo lắng ninh lão sư là nghiên cứu áp lực quá lớn, tinh thần xảy ra vấn đề. Thế là liền ban thưởng hắn trở về lên lớp, thuận tiện thư giãn một tí. Trên lớp học, các bạn học nghe say sưa ngon lành. Lạc Vũ cũng biết, mặc dù bởi vì thế giới tuyến biến động, cây khoa học kỹ thuật điểm lệch ra. Nhưng mà liên quan tới ninja gia phương diện phát minh, lại diễn phun thức bộc phát. Cho nên muốn muốn trở thành một cái cường đại ninh gia, dấn thân vào khoa học là đầu có thể được đường tắt bàn bên cạnh tôn hạo nhìn xem trên sách học tràn đầy điểm kiến thức mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng khoa học chuyện giao cho ninh lão sư dạng này nhân sĩ chuyên nghiệp không được sao tại sao muốn dày vào chúng ta ninh lão sư kiên nhẫn khuyên bảo nhưng mà một chút chuyên nghiệp thường thức các ngươi hay là muốn hiểu rõ bằng không thì các ngươi làm sao biết ta cho các ngươi tiêm vào chính là chất thuốc thí nghiệm vẫn là carbon acid đồ uống tín nhiệm tôn hạo một mặt kiên định nên lão sư bất đắc dĩ, đế đô đại học mỗi cái học kỳ đều sẽ có thi cuối kỳ. Không chỉ có thực chiến khảo hạch, còn có thi viết. Hàng năm đều sẽ có một phần 10 tân sinh, bởi vì xem nhẹ thi viết, dẫn đến nghỉ học. Chờ các ngươi chính là đại lượng học phần vẫn là nghỉ học, đều xem các ngươi. Nghe xong có khả năng bởi vì thi viết không hợp cách dẫn đến nghỉ học, toàn bộ đồng học đều giữ vững tinh thần. Đương nhiên, bọn hắn càng nhiều là muốn đạt được học phần. Bằng không thì như thế nào thể nghiệm tiêu hao cao đẳng tài nguyên khoái hoạt. Liền luôn luôn độc lang lạc vũ đều cân nhắc muốn hay không báo một cái câu lạc bộ, tham gia hoạt động hội đoàn giải chút học phần. Không có cách nào, đại nhất có thể thu được học phần chỗ quá ít. Nhiều nhất chính là gia nhập vào câu lạc bộ, tham gia hoạt động hội đoàn. Nhưng mà tại trong xã đoàn, còn không phải phải xem thực lực. Bất quá thực lực lạc vũ là có lòng tin, dù là không cần kính vạn hoa, những tông phía dưới cũng có thể nhẹ nhõm nghiền ép. Mặc dù đế đô đại học cực thiểu số ưu tú đại học năm tư sinh, là miễn cưỡng đột phá những tông nhưng mà đại học năm tư liền muốn ra khỏi câu lạc bộ, nhiều thời gian hơn dùng để hoàn thành đạo sư lời nhắn nhủ nhiệm vụ thực tập. Giống như bạch học tỷ hiệp trợ khai phát bí cảnh, cùng với tại tam cấp thành thị đảm nhiệm giao lưu hội giám khảo các loại. Bất quá, bạch học tỷ là đại tam, những nhiệm vụ này chỉ là ngẫu nhiên. Đại học năm tư nhưng là mỗi ngày đều phải tăng ca thêm điểm, cường độ cao làm nhiệm vụ, khổ bức trình độ có thể so với vào xưởng. Đương nhiên, ban thưởng cũng là dị thường phong phú, một cái tiểu nhiệm vụ, so tân sinh một năm giải học phần đều nhiều hơn. Rất nhanh. Buổi sáng chương trình học kết thúc, buổi chiều đặc biệt ban không có lớp. Đế đô đại học chính là nhân tính hóa như thế. Trẻ tuổi tân sinh còn tại đần độn cao hứng, chuẩn bị buổi chiều cùng nữ sinh hẹn hò, hoặc huynh đệ tổ đứng hàng phân. Kinh nghiệm phong phú tân sinh, đã chuẩn bị toàn bộ buổi chiều đều ngâm vào trong sân huấn luyện. Nói đùa. Nơi này chính là quốc nhất giáo, không cuốn lại sao được. Đến nỗi lạc vũ, hắn chỉ muốn đến trưa bồi bồi game điện thoại bên trong nhị thứ nguyên lão bà. Trung nhẫn bí cảnh phải điếm thuộc tính ít đến thương cảm, hắn sớm từ bỏ. Chờ cuối kỳ khai phóng thượng nhẫn chứng nhận, trực tiếp đi thượng những bí cảnh sản khoái xoát, sau cái này có tỷ suất chi phí, hiệu quả hơn. Đây là toàn bộ đồng học tối im lặng chỗ, vì cái gì lạc vũ cả ngày không cố gắng, còn có thể nghiền ép bọn hắn cố gắng thần giáo nhiều như vậy. Không công bằng. Thì ra có thiên phú thật sự có thể muốn làm gì thì làm. Nhưng mà bọn hắn không biết, lạc vũ sở dĩ có thể tùy hứng, sát lại không phải thiên phú, mà là quải bức. Cuộc sống đại học thật nhàm chán a. À. Dạ phú bà mau tới đón hắn thi hành nguy hiểm nhiệm vụ. Tốt nhất là có thể có một nhẫn tông dị thú cho hắn nóng tay. Chương 126, liều mạng hậu trường đúng không? Mùa hè nóng bức, tiểu khu ký túc xá. Cơm trưa đi qua, Lạc phủ gối lên Lạc nghiêng còn lại da như mở đông trên chân ngọc chơi game điện thoại. Đến nỗi bóng đèn a phi, nhưng là bị hắn điều chỉnh đến thần uy không gian, xử lý đêm ayanimi ném rác rưởi. Đừng nói, kể từ tỷ tỷ thu được Nguyệt Chi mẫu thần bộ phận truyền thừa, cơ thể cũng là lạnh lùng. Dùng để hạ nhiệt phù hợp. Ngược lại bọn hắn hồi nhỏ, thường xuyên dạng này. Không có gì tốt kiên kỵ. Tỷ đệ quan hệ tốt là như vậy. Đương nhiên, tiền đề không phải chị ruột. Bằng không, hồi nhỏ không đem đệ đệ treo lên đánh, coi như được ôn nhu hiền huệ. Còn nghĩ cối đùi. Tiểu vũ rất lâu không có dạng này cùng tỷ tỷ nũng nịu. Lạc nhiên còn lại cười một tiếng. Nàng mười phần hưởng thụ bị đệ đệ ý lại cảm giác. Lạc vũ nói khẽ, dù sao trưởng thành, có chút xấu hổ. Đủ loại trên ý nghĩa lớn lên. Đang lúc hai người nị nị oai oai, hưởng thụ lấy không lo lắng buổi chiều. Một đạo tiếng đập cửa, đánh vỡ phần này an bình. Hai người lập tức mặt đỏ tới mang tai mà tách ra, giống làm chuyện sai lầm gì tựa như. Lạc nhiên còn lại sửa sang lại góc áo, sau đó đứng dậy mở cửa, tới. Chỉ thấy ngoài cửa, một cái mọc ra một đôi trắng con mắt trung niên nam nhân, thần sắc ngạo nghễ. Trên người hắn mặt tượng trưng ảnh vệ thân phận màu đen ảnh tông đại sư bào lạc nhiên còn lại cùng lạc vũ sững sờ tô gia ảnh vệ cấp đại lão bọn hắn cùng tô gia cũng không giao tế duy nhất nói lên được quan hệ đó chính là lạc vũ là tô dĩnh bạn học cùng lớp chẳng lẽ là vì tô dĩnh chuyện tới là lạc vũ tiểu hữu ký túc xá sao tô gia ảnh vệ cao thủ lộ ra một bộ nụ cười hiền lành nhưng mà khi hắn đối đầu lạc nhiên còn lại kia đối ngạo nhân ánh mắt lạnh lùng trong lòng nhất thời nhất lên ngàn cơn sóng hoa bạch nhãn đây là ta tô gia cái nào nhà tuấn nha đầu tự nhiên bị Lạc Vũ mang vào ký túc xá. Còn tốt hắn tới đúng lúc, bằng không thì hai người đoán chừng đều bắt đầu nấu gạo cơm. Tô gia cũng là Long Chi quốc gia đình giàu có, việc này nếu là rò rỉ ra ngoài, đối với gia tộc danh dự ảnh hưởng cực lớn. "Chính là ta." Lạc Vũ ứng tiếng nói. Đồng thời, đem tỷ tỷ bảo hộ đến sau lưng. Vốn là người này quấy rầy Lạc Vũ nghĩ trưa cực hạn hưởng thụ, hắn liền trong lòng có chút hỏa. Bây giờ còn nhìn chằm chằm nhà mình tỷ tỷ nhìn. Lạc Vũ trong lòng đối với người này hảo cảm lại hàng mấy phần. Vị này là... Tô gia ảnh vệ sầm mặt lại. Lạc Vũ sớm đã nghĩ đến lý do thoái thác, nàng là ta thông linh thú hình dạng người, cũng không phải ngươi người của Tô gia. Nói xong, Lạc Nghiên Dư lập tức biến thành nguyệt thú hình thái, tiến vào Lạc Vũ trong ngực, một mặt nhu thuận. Vẫn còn có hình dạng người. Tô gia ảnh vệ thần sắc biến đổi, nội tâm cực kỳ chấn động. Không hổ là bọn hắn Tô gia tiên tổ khai thác thông linh thú, quả nhiên không giống bình thường. Đừng nói, cái này nguyệt thú nhân loại hình tượng, vẫn rất hiểu lòng người. Các quốc gia đem nguyệt thú sản xuất hàng loạt, hắn cũng nhất định muốn mua một cái, phóng trong nhà đẹp mắt cũng tốt. Là như thế này, ta là tô gia cao tầng, tô tìm, đồng thời cũng là ảnh vệ cấp niên gia. Ngươi kêu ta tô tìm đại sư liền tốt. Hôm nay đặc biệt phía trước môn bái phỏng, tự nhiên là có chuyện tốt. Cho biết tên họ lúc, tô tìm thần sắc ngạo nghễ, vung lên khuôn mặt, chờ đợi lạc vũ cầu vòng cái rắm. Dù sao lạc vũ chỉ là một cái sinh viên năm nhất, cho dù là đế đô sinh viên đại học, tầm mắt có lẽ so người đồng lứa mạnh hơn không thiếu. Nhưng mà ảnh vệ cấp ninja, vẫn là bọn hắn cần ngưỡng vọng tồn tại. Nhưng mà, lạc vũ người trẻ tuổi này biểu hiện, để cho hắn quá thất vọng rồi. Nghe được ảnh vệ danh hào, ánh mắt của hắn không có một tia gần sống, thậm chí không có chủ động mời hắn đi vào ý tứ. Điều này làm hắn cảm thấy ngoài ý muốn. Theo lý thuyết, chút chuyện nhỏ này, hắn hẳn là phái người phân phó lạc vũ, chủ động đi tô gia tìm hắn đàm luận. Nhưng bây giờ, chính mình một cái ảnh vệ niên gia chủ động tới thăm, cái này Lạc Vũ như thế nào không có một điểm thụ sủng nhược kinh ý tứ. Lạc Vũ cũng rất vô tội, đại thúc này như thế nào lão không tiến vào chính đề. Nói chuyện nói một nửa. Nhưng mà đối phương dù sao nói có chuyện tốt, Lạc Vũ lập tức lấy ra lễ phép thái độ. Tôi tìm đại sư đúng không, danh tự này lên được hảo, mỗi ngày kiếm tiền, ngài trong phòng thỉnh. Tôi tìm một mặt mộng bước vào nhà. Hắn còn là lần đầu tiên nghe người ta là khen hắn như vậy. Ngồi ngay ngắn ở trên ghế salon, Tôi tìm tiến vào chính đề. Là như thế này, đi qua chúng ta tối hôm qua bên trong gia tộc thảo luận, không thiếu gia tộc cao tầng cảm thấy nguyệt thú là Tô gia tổ tiên di sản. Bọn hắn nhất trí cho rằng, hẳn là thu hồi trên thị trường tất cả nguyệt thú, nhất là ngươi cái kia chuẩn thần thú. Lạc Vũ không nói gì, yên tĩnh nhìn xem Tô tìm biểu diễn. Hắn liền đoán được, cái chuyện tốt này là muốn đánh dấu ngoặc kép. Nhưng mà ta cảm thấy không thích hợp, chúng ta dù sao cũng là danh môn vọng tộc, sao có thể trắng nghiêng mắt nhìn đâu? đi qua ta một phen hùng hùng kể lễ, bọn hắn cuối cùng nhượng bộ, thu hồi nguyệt thú lúc, đáp ứng cho ra 500 vạn đền bù. Phía trước làm nền xong, tô tìm chân tướng phơi bày. Lạc vũ cười. Mặc dù phía trước tô tìm dùng ra tinh diệu đàm phán kỹ xảo, nhưng chung quy là đối với mua thức ăn bắt gái vụng về bắt trước thôi. Hắn cái này rõ ràng là nghĩ ép giá A. 500 vạn. Giả dạ phú bà tối hôm qua cho hắn hai tay cánh hoa cũng không chỉ cái giá này. Hơn nữa tỷ tỷ là vô giá. Cho hắn toàn bộ thế giới đều không đổi nhưng mà đối phương dù sao cũng là tô gia, mà lại là ảnh vệ, mấu chốt bây giờ đánh không lại nha, nhiều lắm là chỉ có thể dùng thần uy lưu lưu cầu. Bằng không thì lạc vũ sớm đem hắn nhốt phòng tối bên trong, buộc hắn viết kiểm điểm. Đừng suy nghĩ, ngươi chính là đem tô gia gia sản lấy ra hết, ta cũng không đổi. Lạc vũ âm thanh lạnh lùng nói. Huống hồ, cứng rắn muốn coi là, bây giờ tô gia nên tính là nguyệt chi mẫu thần quyến tộc hậu đại. Tô gia có lẽ vốn chính là tỷ tỷ tay sai. Tô gia đây là muốn vệ chủ A tiểu vũ ngươi trong ngực lạc nghiên còn lại nghe nói như thế có chút động dung thấy thế tôi tìm cười lạnh một tiếng mềm không được vậy thì tới cứng a à. hắn dù sao cũng là cái ảnh vệ dùng tới thủ đoạn đe dọa cam đoan tiểu tử này chịu thua đang lúc tôi tìm muốn động thủ lúc lạc vũ phát giác được khí tràn của hắn đây là muốn động thủ điềm báo thế là lạc vũ lập tức chuyển biến tha cho chúng ta vào nhà thương lượng một chút nói xong hắn ôm lấy lạc nghiên còn lại trở lại phòng ngủ tôi tìm nhẹ nhàng thở ra tính toán tiểu tử này thức thời dù sao hắn nhưng là đường đường chính chính đi tới lạc vũ ký túc xá ngoài cửa giám sát đều nhìn đâu nếu là đế đô đại học phương diện cứng rắn muốn chăm chỉ hắn nói không chừng sẽ bị gia chủ ném đi ra ổn định nhân viên nhà trường cảm xúc trở thành một cái con rơi nếu như sự tình phát triển như vậy vậy hắn coi như thật thành thằng hề cho nên tận lực còn là hòa bình giải quyết a à, tiểu tử kia khí tức như thế nào biến mất tôi tìm ảnh vệ cấp cảm giác rất nhanh phát giác tình huống không đúng mở ra bạch nhãn quét một vòng vẫn không có phát hiện một bóng người tôi tìm buồn bực chẳng lẽ lạc vũ biết bay lôi thần không phải a à. phi lôi thần độ khó ngay cả bình thường kết cường giả đều chưa hẳn có thế học được tiểu tử này dựa vào cái gì tính toán bằng không rời đi trước ngược lại lạc vũ chạy không được vừa định rời đi lạc vũ ký túc xá cửa phòng ngủ liền mở ra ngoại trừ lạc vũ cùng lạc nghiên còn lại thân ảnh còn có một vị bột phát kết khí tràn tóc trắng xoái lão đầu đi theo bên cạnh bọn họ, mặt lộ vẻ bất thiện chi sắc. Một bộ thay trong nhà bị khi phụ tiểu hài, lấy thuyết pháp dáng vẻ. Nhạc hiệu trưởng. Ngày sau lại tới đây. Tô tìm tâm hư nở nụ cười, răng cùng hai chân ngăn không được trung rẩy. Cờ mờ nờ. Như thế nào đảo mắt công phu. Nhạc thái bạch đều mời tới. Liền xem như phi lôi thần, cái này luyện độ cũng quá cao a. À. Chương 127, tô gia chuyển phát nhanh. Tô tìm ngay ra như phỏng, sững sờ tại chỗ hắn đã nghĩ thoáng chuồn đi. Đi vào thời điểm vẫn là một người một thỏ, đi ra trực tiếp đi theo một cái kết cường giả. Cái này hợp lý sao? Hơn nữa còn là loại kia tại những giới hung danh truyền xa, nhiều lần tại dị thú trong chiến tranh, vì Long Chi quốc lập phía dưới chiến công hiển hách đỉnh phong kết. Trong đó, té ở trong nhạc thái bạch thủ kết dị thú, không biết có bao nhiêu. Hắn cũng bởi vậy thu được ngân sắc du long, xưng hào. Chủ nhà họ tô cũng chỉ là kết nhất giai, mặc dù cùng là kết, nhưng thật muốn động thủ, nhạc thái bạch đánh ba cái tô diệp phong không thành vấn đề đương nhiên tô gia vẫn có khác lão bối trưởng lão có thế cùng nhạc thái bạch quá hơn mấy chiêu tông gia chi vị cũng đều là những trưởng lão này bổ nhiệm nhưng mà nhạc thái bạch sau lưng là đế đô đại học đế đô đại học sau lưng là cả ninja hiệp hội cùng với long chi quốc nếu như sự tình thật sự nháo đến không cần tô diệp phong động thủ những trưởng lão kia liền sẽ hy sinh hết hắn lấy lắng lại xung đột ảnh vệ cấp ninja nhìn phong quang nhưng mà tại nguy hiểm cho gia tộc tồn vong xung đột trước mặt lại là tùy thời có thế hy sinh công cụ nhạc tiền bối ngài cũng tại a à, mau mời ngồi tôi tìm ngượng ngùng mà cười cơ thể không tự chủ được đứng lên trong ngôn ngữ tràn đầy cung kính nhạc thái bạch thượng tọa lập tức hơi nhíu mày nghe nói ngươi muốn dẫn đi lạc vũ nguyệt thú đây đều là tô gia khác cao tầng ý tứ cá nhân ta là phản đối mãnh liệt đối mặt cường giả chất vấn tôi tìm quả quyết lựa chọn sụp đổ rút lui mua lưu dùng bán đồng đội tới bo bo giữ mình tiếp lấy tô tìm cười ha hả nhìn về phía lạc vũ tất nhiên lạc vũ tiểu hữu không đồng ý vậy ta lại đi truyền đạt ngươi một chút ý tứ hy vọng tiểu hữu không lấy làm phiền lòng tiếng nói rơi xuống hắn liền muốn đứng dậy rời đi chỗ thị phi này nhưng mà nhạc hiệu trưởng cũng là lão du điều há có thể để cho hắn thoát thân chậm nếu là khác tô gia cao tầng ý tứ ngươi đem bọn hắn danh sách cho ta ta cũng tốt cùng bọn hắn kề gối trường đàm nhạc hiệu trưởng ánh mắt hiếp lại đạo vừa rồi gặp lạc vũ kính vạn hoa mở khóa năng lực không gian thời gian hắn còn đến không kịp cao hứng liền nghe nói tô gia tới cửa yêu cầu chuẩn thần thú chuyện lạc vũ thế nhưng là đế đô đại học trọng điểm bồi dưỡng đối tượng hắn chuẩn thần thú cũng liên quan đến trường học lợi ích bình thường tô gia làm việc liền vênh váo hung hăng cứ thích lấy thế kinh người bây giờ liền đế đô đại học cũng dám nắc tội nếu như hắn lại không gõ lui về phía sau không chắc làm ra rối loạn đồng thời cái này cũng là chiêu cáo khác nghĩ đối với lạc vũ hạ thủ thế lực khác đế đô đại học chính là lạc vũ núi dựa lớn nhất. Muốn xuống tay với hắn, trước tiên qua chính mình cửa này. Này! Cái này không tốt lắm đâu. Tô tìm nhất thời nghẹn lời. Nếu là thật đưa trước cái gì danh sách, nhạc hiệu trưởng lại dựa theo danh sách từng cái tìm người ta thăm. Đem danh sách chuyện để lộ ra ngoài, hắn liền triệt để đắc tội những cái kia tô gia cao tầng. Cái này còn không như chính hắn tiếp tục chống đỡ đâu. Dù sao hắn còn chưa làm cái gì chuyện gì quá phận, cùng Lạc Vũ nói chuyện cách diễn tả cũng rất khéo đưa đẩy, Nhạc hiệu trưởng không đến mức đúng lý không tha người, cũng tìm không ra lý. Ta xem chính là ngươi tự tác chủ trương, còn nghĩ giao cho những người khác. Nhạc hiệu trưởng lạnh trên một tiếng, năm ngón tay kéo theo màu lam chakra, hóa thành năm chữ đập vào Tô Tìm phần bụng. Cường đại lực trùng tích, trong nháy mắt đem Tô Tìm đánh bay, đồng thời hắn cái bụng hiện lên ngũ hành ấn ký. Là ngũ hành phong ấn. Nằm trên đất trên bảng, Tô Tìm một hồi kinh ngạc. Hắn cảm nhận được thể nội chakra bị triệt để phong tỏa. Đây là từ trước đến nay cũng truyền thừa người trưởng thành đến trình độ nhất định, có thể thi hành lĩnh ngộ Tam tinh phong ấn thuật. Có thể phong ấn nổi mục tiêu chạc ra di động. Từ về hiệu quả nhìn, nhạc hiệu trưởng ngũ hành phong ấn, luyện độ chí ít có đại thành. Dù là trong tộc trưởng lão có người hội ngũ hành phong ấn, nhưng mà không có cao như thế luyện độ, cũng khó có thể giải trừ. Dù sao đây chính là ngân sắc Du Long tự mình thực hiện ngũ hành phong ấn. Một bên xem trò vui lạc vũ, lập tức cảm giác an toàn mười phần đây chính là trong đội ngũ có thông thiên đại vui không? Hắn quan ở một bên ánh mắt trợ công, ảnh vệ cấp đại lão liền đã bị đùa bẩn tại bàn tay. Hắn cùng nhạc hiệu trưởng hợp lực nghiền ép ảnh vệ ninh gia. Nhạc hiệu trưởng, ngài đây là ý gì? Mặc dù ngươi có đế đô đại học, nhưng mà ta tô gia cũng không phải dễ treo. Tô tìm cũng có chút ấm giận. Nhưng mà nhạc hiệu trưởng câu nói tiếp theo, trực tiếp để cho hắn tịch ngòi. Không phục. Có thể, đợi chút nữa ta tự mình dẫn ngươi đi hỏi tô diệp phong xem đến cùng là chuyện gì xảy ra rõ ràng nhạc hiệu trưởng cũng là biết tô gia cao tầng không có nhiều đáng tin cậy một câu nói đem tô tìm cho làm trầm mặt dù sao tô diệp phong thế nhưng là nói phải hao phí món tiền khổng lồ thu mua chuẩn thần thú chính mình trực tiếp ép giá đến 500 vạn việc này nếu là truyền đến tô diệp phong trong lỗ tai hắn sợ không phải muốn lâm tràn niệm chú dùng cá chậu chim lồng ấn ký trừng phạt hắn mấu chốt hắn ở nhà họ tô danh tiếng cũng đem rất xuống ngàn trường nhạc hiệu trưởng trầm giọng nói đã ngươi cũng nhận thức đến sai lầm của mình vậy thì tỏ thái độ a xin lỗi rồi lạc vũ tiểu hữu là ta thái độ mới vừa rồi có vấn đề lớn tiếng tôi tìm một mặt khẩn cầu chỉ hy vọng sự tình không nên nháo đến tô diệp phong nơi đó nội tâm sớm đã hận chết lạc vũ hắn đường đường ảnh vệ niêm gia cùng một cái thượng nhẫn tiểu bối cúi đầu nhận sai cái này muốn truyền đi đơn giản vô cùng nhục nhã mà lạc vũ bên này sớm đã sản khoái phía trước hắn còn hoài nghi đụng tới những tông có thể hay không tiếp vài chiêu, bây giờ liền ảnh vệ đều bắt lại. Có hậu đài cảm giác, sẵn khoái. Về sau lại cùng người khác nổi lên va chạm, trực tiếp một câu ta hiệu trưởng là ngân sắc du long. Ngồi đợi nói xin lỗi liền xong việc. Bất quá mọi chuyện cũng phiền phức lão nhân gia ông ta, cũng không tốt. Tính toán như vậy, hiệu trưởng trợ giúp vẫn là vật tiêu hao. Đến nỗi cái này tô tìm, cũng không thể buông tha. Vừa rồi hắn còn nghĩ đẳng cấp áp chế, lúc này bị phản áp chế biết nhận túng. Lạc Vũ mỉm cười, Tô Đại Sư, ta cũng không phải đúng lý không tha người người. Ngươi vừa rồi khí thế biến đổi, ta còn tưởng rằng ngươi muốn động thủ gia hình tra tấn, đem ta dọa quá sức. Hy vọng ngươi có thế bao nhiêu bồi điểm, ý tứ ý tứ. Vừa vặn Uchiha hỏa viêm trận cần tài liệu, Tô Tìm đã giao tới cửa. Rất tốt. Còn có chuyện này. Nhạc hiệu trưởng sầm mặt lại, kết khí phách trong nháy mắt áp chế qua. Lạc Vũ bây giờ thế nhưng là toàn trường trọng điểm sinh, nếu như ngay cả an toàn của học sinh đều không bảo vệ được, vậy hắn người hiệu trưởng này cũng đừng làm. Cảm nhận được kết lực áp bách, cô tìm thở hổn hển nói, là, tiểu hữu ngươi có cái gì yêu cầu cứ việc nói. Lạc Vũ nở nụ cười, trước tiên cho ta tới một cái tam tinh hỏa hệ tài nguyên. Chủ yếu, hắn không dám xác định Uchiha hỏa viêm trận cấp 2 sau, cần tài liệu gì. Cho nên muốn nếm trước nếm mặn nhạc, đằng sau gọi thêm món chính. Không biết chuyện nhạc hiệu trưởng thầm than một tiếng. Bệnh thiếu máu. Lạc Vũ vẫn là quá thuần, đối với hắn tam tinh tài nguyên có thể trân quý vô cùng nhưng mà đối phương thế nhưng là ảnh vệ tam tinh tài nguyên tại ảnh vệ trong mắt không giống như đường đậu hy hữu bao nhiêu lúc này tôi tìm một mặt khó xử trong lòng đã cười thành một đóa hoa xem ra cái này lạc vũ thật sự không hiểu nhiều lắm quả nhiên là xuất thân quyết định tầm mắt lạc vũ loại này bình dân cách cục vẫn là quá nhỏ tốt a à. tôi tìm một bộ dáng vẽ nhịn đau cắt thịt từ trong quyển trục lấy ra một khối xung doanh hỏa nguyên tố màu đỏ tinh thể chương 128, ảnh vệ niên gia nội tình. Tối hôm qua, Lạc Vũ ở trên mạng xem xét tài nguyên đồ giám, nhận biết không thiếu hỏa hệ tài nguyên. Tự nhiên nhận ra tô tìm trên tay, đó là tam tinh hỏa hệ tài nguyên, viêm ma tinh hạch. Là từ những tông cấp viêm ma, lột xác trở thành ảnh vệ cấp viêm ma lúc, rơi xuống bộ phận sát ngoài. Mà lại là sát ngoài bên trong một điểm tinh hoa. Trình độ hiếm hoi cùng thần đồng tinh phách tương đương. Lạc Vũ lập tức ngưng luyện cha ra bao trùm bàn tay, tiếp lấy đem nóng bỏng viêm ma tinh hạch cầm ở trong tay giả vờ bỏ vào quyển trục bộ dáng, đem hắn dùng xong. Phim ma tinh hạch hư không tiêu thất, nhạc hiệu trưởng cùng tô tìm đều không phát giác ra dị thường. Uchiha hỏa viêm trận đẳng cấp. Trong nháy mắt, liên quan tới hỏa viêm trận càng thêm tường tận thi thuật phương thức, hiện lên tại lạc vũ não hải. Hoàn thiện kỹ xảo sau, hỏa viêm trận phạm vi cùng với cường độ, đều có rõ ràng đề thăng. Vậy ta sẽ không quấy rầy hai vị. Tô tìm đứng dậy, muốn đuổi nhanh rời đi nơi thị phi này. Thuận tiện suy nghĩ làm như thế nào cùng tô dịp phong giao phó lạc vũ mộng đại ca ngươi nghĩ gì thế ngươi tốt xấu cũng là ảnh vệ làm sao có thể một khối viêm ma tinh hạch để cho ngươi đi tôi tìm ngay người ngươi ngược lại là sớm nói a à. làm hại hắn cao hứng hụt một hồi chơi hắn đúng không nhạc hiệu trưởng một bộ trẻ nhỏ dễ dạy bộ dáng hài lòng gật đầu hắn liền nói đi lạc vũ làm sao có thể bỏ qua cái này nhổ lông dê cơ hội lạc vũ liếc nhìn bản hệ thống khá lắm hỏa viêm trận tiếp theo đẳng cấp trực tiếp muốn 10 khối viêm ma tinh hạch dùng tài liệu bên trên trực tiếp tăng gấp 10 lần, hiệu quả nhiều lắm là đề thăng gấp 2-3 lần. Bệnh thiếu máu. Còn tốt có tô tìm lật tẩy. Như vậy đi, lại đến 10 cái tam tinh hỏa hệ tài nguyên, còn có một cái tứ tinh hỏa hệ tài nguyên, ta liền tán thành thành ý của ngươi. Lạc Vũ trực tiếp bắt đầu dự phán. Đằng sau cần tài liệu, đoán chừng chính là tứ tinh hỏa hệ tài nguyên, tứ tinh hỏa hệ tài nguyên 10, theo thứ tự cân nhắc. Chỉ có thể đánh cuộc một lần. Thua cuộc cũng không quan hệ, có thể ném cho A Phi, xem hắn có thể hay không hấp thu thực vật hệ bên ngoài tài nguyên. Chỉ là có chút bỏng miệng. Tứ tinh tài nguyên, tô tìm sau khi nghe được, một mặt thận đau dáng vẻ. Nếu như nói tam tinh tài nguyên đối với hắn mà nói là đường đậu, như vậy tứ tinh tài nguyên chính là cha ruột. Mặc dù nhất tinh kém, trên lệch chính là mãnh liệt như thế. Lạc vũ lộ ra từ bi nụ cười, lý giải, đã như vậy, vẫn là để tô gia chủ tới chủ trì công đạo A. Đừng! Gạt ra mấy giọt nước mắt, tô tìm không thôi lấy ra tài nguyên đủ loại tam tinh hỏa hệ tài nguyên, cùng với ảnh vệ cấp viêm long đột phá thất bại, sau khi chết hóa thành viêm chi long châu. Liền rất nhiều ninja cấp kết, đều dựa vào hấp thu viêm chi long châu ẩn chứa tinh hoa, để thăng tự thân hỏa độn luyện độ. Nhạc hiệu trưởng nội tâm cười nói, tiểu tử này chào giá thật đen. Tứ tinh tài nguyên, liền hắn đều không nở tiễn đưa lạc vũ. Cái này viêm chi long châu, tôi tìm đoán chừng cũng là toàn nhiều năm đều không cam lòng dùng. Kết quả tiện nghi cho lạc vũ. Lúc này, lạc vũ tay nhỏ vung lên, một đống tài liệu toàn bộ cũng không thấy. Uchiha hỏa viêm trận đẳng cấp. Lạc Vũ tập trung nhìn vào, đánh cuộc đúng. Hệ thống thăng cấp sáu lộ, quả nhiên bị hắn nắm gắt cao. Sau đó, viêm chi long châu cũng tại chỗ biến mất. Uchiha hỏa viêm trận đẳng cấp. Đại lượng tối tâm tri thức bổ sung một chút, Lạc Vũ đối lửa viêm trận có khắc sâu hơn lý giải. Đại thành luyện độ hỏa viêm trận, không chỉ có phạm vi cực lớn, hỏa diễm quy lực cũng gia tăng mãnh liệt. Quan trọng nhất là, nắm giữ đại lượng kỹ xảo Lạc Vũ, thậm chí có thể khống chế hỏa viêm trận bên trên liệt hỏa, tiến hành chủ động công kích. Từ đó đạt đến cả công lẫn thủ hiệu quả. Trong nguyên tắc, liền tám đuôi đều kiên kỵ hỏa viêm trận liệt hỏa, nếu là những ngọn lửa kia có thể chủ động tiến công. Hắn không dám nghĩ tiếp. Hài lòng lạc vũ, tựa như một cái lão phụ thân giống như, hiền lành nhìn về phía tô tìm, ta cũng không phải người nhỏ mọn, ngươi đi đi, cơm tối liền không lưu ngươi. Tô tìm khóe miệng giật một cái, hôm nay xem như bị lạc vũ lột da rút cốt. Tên ôn thần này về sau gặp ác mộng có thể trong mộng cũng là lạc vũ tại cung tiếu tiếp lấy hắn quay đầu nhìn về phía nhạc hiệu trưởng trong cơ thể ta phong ấn bây giờ có thể cho ta giải trừ sao dễ nói nhạc hiệu trưởng cũng lộ ra nụ cười hiền hòa tất nhiên đối phương bỏ hết cả tiền vốn giúp hắn bồi dưỡng học sinh Là một người phúc hậu mỉm cười phục vụ đó là tất yếu rất nhanh ngũ hành phong ấn giải trừ sau tôi tìm đào tựa như rời đi nơi thị phi này hoan nghênh thường tới chơi lạc vũ đứng ở cửa nhiệt tình phất tay. Hắn mới vừa nhìn một mắt, cấp năm hỏa viêm trận quả nhiên cần 10 cái tứ tinh hỏa hệ tài nguyên. Nếu là tô gia có thế nhiều tới người giả bị đụng mấy lần, vậy thì vững vàng. Sau đó, Lạc Vũ cảm tạ nhạc hiệu trưởng hỗ trợ. Chuyện nhỏ, đế đô đại học vĩnh viễn là chỗ dựa của các ngươi, tô gia sốc nổi cũng không phải một ngày hai ngày. Tô gia học viên bình thường trong trường học, cũng là cậy tài kinh người. Hôm nay vừa vặn nhiều ngươi bắt gặp, bằng không thì chính là học viên khác bị khi dễ, ta cũng muốn tới chủ trì công đạo. Nhạc hiệu trưởng tức giận bất bình đạo: "Lập tức, hắn tự tuyệt mời khách Lạc Vũ, ta còn hẹn một chút nữ nhẫn, cùng một chỗ giao lưu học thuật, sẽ không quấy rầy." Lạc Vũ hội tâm nở nụ cười, "Vậy ta sẽ đưa ngài đoạn đường a." Tiếng nói rơi xuống, mắt phải đồng lực tung ra, phong bảo hút vào trong nháy mắt đem hai người một thỏ rút ngắn thần uy không gian. Đế đô bờ biển, một chiếc chuyến du lịch sang trọng thuyền phụ cận. Lạc Vũ cùng nhạc hiệu trưởng từ vòng xoáy miệng ra hiện, rơi vào trong nước biển ba người toàn thân bị ướt nhẹp dựa vào ngưng kết ra nổi lên mặt nước năng lực này rất thực dụng chính là chính xác có chút không tốt lắm lạc vũ ngượng ngùng nói ngươi năng lực này đơn giản nghịch thiên cho dù là đắc tội siêu ảnh hướng về thần uy không gian vừa trốn liền vạn sự đại cát điều kỳ quái nhất có thể lựa chọn đang tùy ý điểm ra tới nhạc hiệu trưởng không có để ý chú ý điểm toàn ở lạc vũ siêu mẫu trên năng lực mặt lúc này chuyến du lịch sang trọng thuyền bên trên vài tên rất có tư sắc đồ tắm mỹ nữ hướng hắn vẫy tay ngân sách du long đại nhân chúng ta chờ ngươi rất lâu đợi chút nữa nhất định muốn nhiều phạt ngươi mấy chén vậy ta trước hết đi qua nhạc hiệu trưởng ho nhẹ một tiếng một mặt lúng túng hướng đi du thuyền lạc vũ tê đây chính là học thuật giao lưu hội liên nghị hội nghe nói truyền thừa người sẽ thay đổi một cách vô tri vô giác chịu đến ninja truyền thừa một đoạn ký ức ảnh hưởng vốn là nhìn thấy giả phú bà yêu thích riêng lúc hắn là đối với cái này nhìn qua điểm biểu thị hoài nghi nhưng là bây giờ hắn tin rồi bất quá, Kakashi bản thân cũng là có đọc sách thói quen tốt. Điểm ấy cùng đêm Ayanimi ngược lại là nhất trí. Đám người này thực sự là cái tốt không học, hư vừa học liền biết. Tiểu Vũ, ngươi cũng không thể học cái xấu. Nhìn thấy nhạc hiệu trưởng yêu thích, Lạc Nghiên còn lại đối với Lạc Vũ tràn ngập lo nghĩ. Nhất định. Lạc Vũ lời thề son sắt cam đoan. Lần sau nhất định. Tô gia đình viện hành lang. Tô Diệp Phong lúc này đang nghe Tô tìm hồi báo tình huống. Không bán tiểu tử này liền Tô gia mặt mũi cũng không cho. Tô Diệp Phong sầm mặt lại. Tô tìm lập tức bù, hắn dù sao cũng là Đế đô đại học học viên, nhân viên nhà trường cũng không hy vọng cái kia nguyệt thú rơi vào gia tộc bọn ta trong tay. Hắn đương nhiên không dám đúng sự thật báo cáo, mà là tận lực tránh Tô gia cùng Đế đô đại học nổi lên va chạm. Tô Diệp Phong thì càng buồn bực, Lam Nhi cũng là đế lớn trọng điểm bồi dưỡng đối tượng. Cái này không phải a. Chương 129, a phi mới là khắc kim thần thú. Lại một cái tuần lễ đi qua. Đi qua kiên trì thức ăn dạo chơi củ cải, Lạc Nhiên còn lại thuộc tính có không nhỏ tiến bộ. Thể lực, 3200. Chakra, 3623. Không chỉ có phù hợp thượng những tiêu chuẩn, về khoảng cách nhẫn nhị dai 4000 cơ sở giá trị, cũng 10 phần tiếp cận. Chỉ cần bảo trì tốt đẹp dùng cơm quen thuộc, một cái học kỳ bên trong, đem tỷ tỷ nuôi nấng đến thượng những tam giai không thành vấn đề. Đến nổi nhẫn tông, chỉ dựa vào giá rẻ nhất dạo chơi củ cải, một năm đều chưa hẳn có thế đạt đến dù sao những tông tiêu chuẩn thấp nhất là cơ sở giá trị đều đến 15 ngàn. Cái này cần ăn bao nhiêu củ cải A? Vẫn là trông cậy vào càng thêm trân quý tài nguyên A. Mặt khác, đi qua lạc nghiên còn lại một ngày lại một ngày luyện quyền, nhu quyền luyện độ đã có đại thành. Cách gia Sogami Kugeki lại tiến một bước. Đương nhiên, A Phi bên này, Lạc Vũ cũng không có ngã ngửa. Trở thành thượng nhẫn phía trước, Lạc Vũ không có ý định cứ bí cảnh soát điếm thuộc tính. Vừa vặn lợi dụng để trống thời gian, tới nghiên cứu như thế nào sử dụng a phi thôn vệ thiên phú vì đó phối hợp cường lực kỹ năng ngày nọ buổi chiều ba điểm đặc biệt ban chương trình học toàn bộ lên xong lạc vũ liền đi đến đế đô trong đại học thực vật bồi dưỡng quán vì a phi chọn lựa có thế thôn vệ đối tượng thực vật bồi dưỡng trong quán bồi dưỡng tự nhiên không phải chỉ cung cấp thưởng thức phổ thông thực vật mà là có thế làm tài nguyên tu luyện linh thực linh chi nhân sâm cái gì cần có đều có lạc vũ vừa bước vào thực vật bồi dưỡng quán đại sảnh lập tức có tướng mạo thanh tú nữ tiếp đãi viên nên đón xin hỏi, cần giúp đỡ không? Vừa đáp lời, nữ tiếp đãi viên chú ý tới Lạc Vũ gương mặt đẹp trai, không khỏi thân thể mềm mại rung lên. Ngươi là cái kia khế ước nữ vương nguyệt thú Lạc Vũ. Không tệ, bởi vì Lạc Nghiên còn lại đánh bại Hoang Lôi Kỳ Lân video ở trên mạng phong truyền. Bây giờ Lạc Vũ rất hỏa. Chính xác nói, là hắn thần cấp nguyệt thú rất hỏa. Không chỉ có dùng ánh mắt uy hiếp bờ, dọa đến Hoang Lôi Kỳ Lân gọi mẹ, càng là bởi vì cao ngạo thần sắc, bá khí mà dẫm đầu hành vi hỏa xuất ngoại bên trong. Nhìn qua người vật vô hại khả ái thỏ thỏ, đã vậy còn quá có cá tính, thực lực còn mạnh hơn thái quá. Nghĩ không hỏa cũng khó khăn. Nhìn qua video, không thiếu dân mạng nhao nhao biểu thị, tại sao muốn ban thưởng Tiểu Kỳ Lân? Đừng giẫm nó, dẫm ta đi. Thấy Lạc Vũ lúc đó một mặt dấu chấm hỏi. Giới này dân mạng ngay cả con thỏ đều không buông tha. Mà Lạc Nghiên còn lại thường xuyên luyện quyền tiểu khu sơn huấn luyện, nhưng là trở thành vô số người đã tạp thánh địa. Vốn là thanh nhàn lý đại gia, lượng công việc lập tức tăng gấp bội dọa đến lạc vũ đều đê điều bình thường đi ra ngoài cũng không dám ôm tỷ tỷ mà là để cho nàng chờ tại tiểu khu luyện quyền cần thời điểm thông linh thuật triệu hoán tới không tệ là ta lạc vũ bất đắc dĩ thừa nhận nữ tiếp đại viên lập tức ném đi ánh mắt sùng bái các nàng những thực vật này bồi dưỡng quán nhân viên công tác phần lớn là đế đô đại học thực vật xã xã viên đối với khế ước chuẩn thần thú thần bí tân sinh vị này học tỷ rất hiếu kỳ nếu như có thể nghĩ nội dung sâu sắc lời lẽ dễ hiểu tìm hiểu một chút nếu có thể cùng hắn dính dáng đến quan hệ, thu được khế ước phẩm chất cao thông linh thú kinh nghiệm, vậy thì huyết kiếm lời. Cho nên ta tại ở đây các ngươi mua linh thực sẽ có ưu đãi sao?" Lạc Vũ ngây thơ hỏi. "Cái kia nhất định không có khả năng." Thực vật trường xã tỷ trả lời cũng rất chân thực. "Bất quá, ta tại trong quán vẫn có chút quyền nói chuyện, có thể dẫn ngươi đi trồng thực sân bãi, thực địa tham quan một chút. Bình thường, học viên nhiều lắm là tham quan trong quán hình ảnh, cùng một số nhỏ hàng mẫu, muốn thực địa tham quan" còn cần ngoài định mức giao phó học phần lạc vũ tưởng tượng này cũng coi là chiếm chút lợi lộc thế là gật đầu đáp ứng kế tiếp ở dưới sự hướng dẫn của học tỷ lạc vũ đi tới trồng trọc linh thực khoa học kỹ thuật lều lớn nhất tinh nhị tinh linh thực tài nguyên giống rau cải trắng tựa như một loạt lại một loạt sau đó còn có thể nhìn thấy rất nhiều sinh sản cao tinh linh thực chín nghìn năm phân linh chi vương trung vương thế giới thụ trái cây liền thực vật hệ thông linh thú đều có kết xuống quả trí tuệ trí tuệ cổ thụ sản xuất nhiều mật hoa hoa tiên nữ vương hai cái này cũng là vương cấp, những tông đỉnh thực lực, không chỉ có tự thân là linh thực, đồng thời còn sinh sản linh thực. Bọn chúng sản xuất tài nguyên, thấy Lạc Vũ khóe miệng chảy xuống nước bọt. Hắn chỉ là hút vào một ngụm những thứ này cao tinh linh thực tràn ngập linh vận chi khí, đều cảm giác cơ thể thu được một chút tăng cường. Liếc mắt nhìn bản hệ thống, Lạc Vũ kinh ngạc. Cha tra trực tiếp tăng lên 30 nhiều điểm, cái này phải mang theo tỷ tỷ, chỉ là nghe mùi vị, đều có thể có không ít thu hoạch. A Phi có lộc ăn. Suy nghĩ, Lạc Vũ hướng thực vật trường xã tỷ hỏi, những thứ này cao tinh tài nguyên giá cả bao nhiêu? Học tỷ miễn cười nói, hôm nay lớn bán hạ giá, tam tinh tài nguyên chỉ cần một vạn đến ba vạn không đợi, bốn sao thế giới thụ trái cây, càng là tỷ suất chi phí, hiệu quả chi vương. Vẹn vẹn 98 vạn học phần. Tiếng nói rơi xuống, Lạc Vũ ngây người. Thì ra A Phi mới là khắc kim thần thú, so sánh với nhau, rất thủy đều có thể trở nên mạnh mẽ tỷ tỷ, thỏa đáng bình dân chiến thần. Phi ca, trước kia là hắn không hiểu chuyện đột nhiên cảm thấy dạo chơi của cải cường toan nhựa cây cũng rất mạnh. Thực sự không được, quay đầu chờ thực lực trở nên mạnh mẽ, trảo trở về một cái nhẫn tông cấp thực vật thông linh thú, móng cho A Phi. Tỉnh học phần không nói, thức tỉnh đi ra ngoài kỹ năng, chỉ định so những thứ này linh thực mạnh. Chuồn đi chuồn đi. Lại nói, cao tinh tài nguyên mắc như vậy. Vậy hắn tiêu hao không thiếu cao tinh tài nguyên, thăng cấp Uchiha hỏa viêm trận, chẳng phải là ngưu lên trời. Lắc đầu lạc vũ đi ra thực vật bồi dưỡng quán, không chịu nổi quấy rầy đòi hỏi, ăn thêm thực vật trường xã tỷ VX. Sau đó hắn chẳng có mục đích đi ở sân trường trong sân rộng. Chỉ thấy không thiếu học tỷ, mặt khác người trang phục, do lệnh bài vì câu lạc bộ chiêu tân. Dù sao học kỳ mới mới trôi qua gần một tháng, vẫn có rất nhiều tân sinh không có câu lạc bộ. Thấy thế, Lạc Vũ lại lần nữa có ý nghĩ. Tất nhiên cao tinh linh thực có thể bán nhiều học phần như vậy, liền nói rõ có thực lực học viên, là có thế đều thu được nhiều học phần như vậy. Bằng không thì còn tại đó làm gì? Chỉ cung cấp thưởng thức chỉ là đại nhất thu hoạch học phần phương thức ít, đầu to đều tại trên hoạt động hội đoàn. Mà hắn lại là một cái không câu lạc bộ nhân sĩ, này liền lộ ra cao tinh linh thực đắc ức điểm điểm. Chỉ cần tìm có thể hỗn học phần câu lạc bộ, tình huống là có thể khỏe không thiếu. Thế là, Lạc Vũ ngắm nhìn bốn phía, chọn lựa đến một cái thích hợp câu lạc bộ. Vận động xã. Cùng hắn quan hệ rất tốt trắng mộng giao, liền tại đây cái câu lạc bộ đảm nhiệm xã trưởng. Này liền thuận tiện hắn tùy thời mò cá. Đương nhiên, cụ thể còn phải xem học phần có đủ hay không nhiều. suy nghĩ, lạc vũ đi tới vận động xã hai vị phụ trách thu nhận học sinh học trưởng học tỷ trước mặt. ngươi tốt, ta có hứng thú báo danh vận động xã, muốn hỏi các ngươi một chút bên này có cái gì học phần ban thưởng đi. lạc vũ một mặt thuần lương cùng nhau. dáng người khôi ngô học trưởng bất đắc dĩ nhún vai, nếu như mục đích của ngươi là tranh thủ học phần mà nói, ta khuyên ngươi vẫn là đừng tới bên này. vì cái gì? lạc vũ lão phản nghịch vốn là hắn còn chuẩn bị quan sát một chút khôi ngô học trưởng một nói như vậy hắn càng muốn đi hơn một bên có nhân ngư tuyến học tỷ giảng giải chúng ta câu lạc bộ học phần cạnh tranh thế nhưng là rất kịch liệt giống như ngươi vậy người mới thứ nhất học kỳ căn bản tích lũy không có bao nhiêu học phần học phần hay không học phần không quan trọng chủ yếu là thể nghiệm vận động khoái hoạt lạc vũ tự tin nở nụ cười hơn nữa ta đối với thực lực của mình có lòng tin gặp lạc vũ khăng khăng kiên trì khôi ngô học trưởng cười nhạo một tiếng ngây thơ nhớ ngày đó chính mình thời điểm năm thứ nhất đại học, cũng là không biết trời cao đất rộng như vậy. Không có ngươi nghĩ đến đơn giản như vậy. Chúng ta câu lạc bộ không riêng gì mỗi ngày muốn tham gia cường độ cao nhục thể huấn luyện, học phần phân phối đều xem bác môn độn giáp học tập tình huống. Nghe lời này một cái, Lạc Vũ lập tức có chút hoảng hốt. Kể từ hoang phế ninja gia mảnh vụn thu thập, hắn bác môn độn giáp một mực dừng lại ở đệ ngũ trọng môn, không có một chút tiến bộ. Dạng này có thể hỗn đến học phần sao? Chương 130, Trắng mộng giao thao tác cơ bản chớ sáu nói như vậy các ngươi gia nhập vào vận động xã mục đích là vì học tập bác môn độn giáp lạc vũ hiếu kỳ hỏi khôi ngô học trưởng chính nghĩa lẫm nhiên đây chẳng qua là cái dự bị chủ yếu là yêu quý vận động mấu chốt đi qua cường độ cao vận động sau không chỉ có thực lực sẽ có tăng trưởng rõ rệt dáng người cũng có thể thêm điểm đi bắt chuyện học tỉ học muội cũng có thể ngạnh khí không thiếu lạc vũ nở nụ cười xem ra tất cả mọi người là thích động lòng người sĩ kỳ thực ta cũng có tu luyện bác môn độn giáp chỉ là gần nhất nghiệp vụ bận rộn bỏ bê tu luyện thời gian dài như vậy chậm chạp không có bước vào cảnh môn cảnh môn học trưởng học tỷ sững sờ đây không phải là đệ lục trọng môn sao nói đùa cái gì bạch xã trưởng loại kia thể thuật thiên tài đều kẹt tại cảnh môn cánh cửa hơn một học kỳ người mới này cũng tại xung kích cảnh môn sợ không phải từ đệ nhất môn mở cửa bắt đầu xung kích người mặc thanh lương vận động sáu trang nhân ngư tuyến học tỷ hé miệng nở nụ cười học đệ thật biết nói đùa vậy ngươi bây giờ có thể mở mấy môn? Một bên khôi ngô học trưởng mở miệng, long trọng giới thiệu một chút, vị này là chúng ta xã trưởng bạn học cùng lớp, vận động xã phó xã trưởng, đại tam nhậm khiết học tỷ. Đồng dạng là vị thể thuật cao tài sinh, bác môn độn giáp càng là đã tu luyện tới tam trọng môn, quanh năm chiếm giữ xã bên trong bảng xếp hạng bài. Tô lạc bộ số đông học phần, đều để nàng cho thắng đi. Tiếp lấy, hắn vỗ ngực một cái, đến đổi ta đi, đại nhị thể thuật hệ bình thường không có gì là học viên. Tương lai xã trưởng người nối nghiệp, Hà Trúc trước mắt chỉ có thể mở ra cửa thứ hai, hư môn. Bất quá học kỳ kế, hẳn là có thể xung kích ba môn. Giới thiệu xong, hắn nhìn về phía lạc vũ nhắc nhở, cho nên tại trước mặt chúng ta cũng không nên nói lung tung. Cũng là lão bác môn tính đồ, có thể nhìn ra được. Nghe vậy, lạc vũ nhẹ nhàng thở ra. Vừa rồi nghe Hà Trúc dùng bình thường không có gì lạ, loại này chân heo dành riêng cao điệu hình dung phương thức hình dung chính mình, hắn còn tưởng rằng Hà Trúc là cái tám môn đại lão. Liền cái này. 90% giảm giá bình nước liền phó xã trưởng đều mới mở ra ba môn xem ra cái này vận động xã ngoại trừ bạch học tỷ một cái có thể đánh cũng không có lạc vũ rất thất vọng cái này học phần cầm được một điểm áp lực cũng không có cái này khiến hắn như thế nào có động lực chủ động đi thăng cấp bác môn độn giáp bất quá vì học trưởng nói tương lai xã trưởng người nối nghiệp ngược lại cũng không phải khoác lác một năm sau đại tam lão sinh tiến vào thời kỳ thực tập trong xã đoàn chức vụ liền muốn từ nhiệm giao cho hậu bối tiếp đó một lần một lần truyền thừa xuống như vậy xem ra, đại nhị liền có thể mở ra hư môn, cũng coi như là có thể. Nhưng mà muốn cùng bạch học tỷ loại thể thuật này thiên tài so. Có thể chôn. Vận động xã nói không chừng cũng sẽ liền như vậy xuống dốc. Trước đó không có phát hiện, như thế một phụ trợ mới biết được, bạch học tỷ đỉnh ngưu Một người chống lên toàn bộ câu lạc bộ. Nếu là xung kích cảnh môn, ta đương nhiên tạm thời là đóng cửa. Cảm khái đi qua, lạc vũ thản nhiên nói. Đóng cửa. Đây không phải là ngủ trọng môn đi hà trúc ngay người phút chốc sau đó đại não phản ứng lại trước tiên phủ nhận cái này một khả năng một mắt thật cùng bạch học tỷ một cái luyện độ ngươi đang mở trò đùa đúng không giới này người mới thật hài hước ha ha nhậm kiếp cũng chớp chớp đôi mắt đẹp thần sắc ngưng trọng lắc đầu không ngừng xã trưởng thế nhưng là tại đại nghị cuối kỳ điên cuồng gia tăng lượng huấn luyện mới đuổi tại khảo thí phía trước đột phá ngươi bây giờ mới tại đại nhất học tập không đến một tháng cái này sao có thể Bạch Mộng Giao tại các nàng những thứ này thể thuật học sinh năng khiếu trong mắt, chính là thể thuật chi thần. Dù sao thể thuật không giống với các nhẫn thuật, muốn đề cao luyện độ, dựa vào là không chỉ có bản thân cảm ngộ, tiếp đó hoàn thiện nhẫn thuật kỹ xảo. Ngày qua ngày buồn tẻ mà gian khổ huấn luyện, mới là đề cao thể thuật hữu hiệu đường tắt. Bạch Mộng Giao đối với cường độ cao huấn luyện nhiệt tình, để các nàng không chỉ một lần hoài nghi, các nàng xã trưởng là cái ái mộ. Bất quá, cũng chính là phần này đối với cố gắng yêu quý thiên phú, mới sáng tạo ra để các nàng sùng bái Bạch Mộng Giao. Bây giờ, đi tới tên học sinh mới, nói mình so xã trưởng càng có thiên phú. Cái này khiến các nàng sao có thể tiếp nhận. Chỗ nào không đến một tháng, thành phố chúng ta giao lưu hội bắt đầu trước mấy ngày, ta liền bắt đầu học tập bác môn độn giáp. Lúc đó vẫn là bạch học tỉ tay nắm tay, tự mình dạy học đâu. Nhậm khiết cùng Hà Trúc hai mắt tối sầm. Theo lý thuyết tiểu tử này chỉ dùng gần tới gần hai tháng, liền từ bác môn độn giáp người mới học, đến mở ra đóng cửa. Cái này há chẳng phải là càng kỳ quái hơn. Mặc dù nhìn hắn một mặt thuần chân, không giống như là đang nói láo. Nhưng mà nội dung quá khoa trương, bọn hắn thật đúng là thật không dám tin tưởng. Tình huống của ngươi cũng quá ly kỳ, nên gia cấp kết thiên phú đoán chừng cũng liền cái này. Nhậm khiết thở dài, như vậy đi, tất nhiên mộng giao biết ngươi, vậy ta liền gọi điện thoại, cùng với nàng xác minh một chút. Nói xong, nàng lấy điện thoại di động ra khởi xướng gọi video. Nhưng mà Hà Trúc bên này, căn bản cũng không tin, tiểu ca, ngươi liền thừa nhận là đang nói đùa chứ giả bộ tiếp nữa nhưng là không còn ý tứ. Lạc Vũ bình tĩnh vỗ bả vai của hắn một cái, không có việc gì, bạch học tỷ mị lực ở chỗ tin tưởng vững chắc cố gắng có thể chiến thắng thiên phú. Các ngươi không phải là bởi vậy đi theo nàng sao? Hà Trúc đỏ mặt, nhân cách mị lực là một mặt. Chủ yếu là bạch học tỷ cao nhan trị gia nhập dây câu, hắn một cái tiểu học đệ như thế nào chịu nổi. Lúc nói chuyện, nhậm khiết tiếp thông điện thoại bạch mộng giao. Bạch mộng giao thở hỗn hển âm thanh, từ điện thoại truyền đến, tiểu khiết, chiêu tân có cái gì tình huống sao? gọi video bên trong có thể nhìn thấy bạch mộng giao tiếp thông điện thoại sau vẫn tại trên bãi tập trường học chạy bộ này liền có thể tránh khỏi rất nhiều hiểu lầm là như thế này chúng ta bên này gặp phải một vị ngài dạy qua hắn bác môn độn giáp tân sinh nói xong nàng quay đầu nhìn về phía lạc vũ ngươi gọi là gì lạc vũ lạc vũ bình tĩnh nói lạc vũ thanh âm này thật là ngươi a à. điện thoại đầu kia bạch mộng giao sắc mặt vui mừng liền chạy bộ đều không tự giác ngừng lại dùng trên bả vai khăn lông khô lau mồ hôi châu nàng khẽ cười một tiếng ngươi cái tiểu lười meo nghĩ như thế nào tới chúng ta vận động xã lạc vũ chững chạc đàng hoàng cuộc sống bây giờ quá buồn tẻ ta nghĩ lĩnh hội thanh xuân khoái hoạt bạch mộng giao cười duyên nói ta nhìn ngươi là nhớ chúng ta xã học phần cùng lạc vũ tiếp xúc qua mấy lần nàng đã thăm dò lạc vũ lười cẩu bản chất lạc vũ không phản bác được nhìn thấy lạc vũ đích xác cùng xã trưởng nhận biết hà trúc tâm lạnh một nửa còn có một hơi thở tại treo dù sao nhận biết về nhận biết điều này cũng không có thể bài trừ lạc vũ thổi ngư bất hiềm nghi nhậm khiết hợp thời chen vào nói xã trưởng lạc vũ nói hắn đã đem bác môn độn giáp tu luyện tới đóng cửa bạch mộng giao con ngươi đột nhiên rụt lại trong lòng có chút ngoài ý muốn nhưng mà không có thật bất ngờ đệ ngũ trọng môn nhớ lần trước gặp mặt hắn còn tại bốn môn lúc này mới khai giảng không có mấy ngày liền không hổ là ngươi a lạc vũ nếu là hà trúc hoặc nhậm khiết tu luyện tới bốn môn thương môn nàng cũng sẽ biểu hiện ra chấn kinh nhưng mà đối với Lạc Vũ, nàng đã sinh ra kháng tính. Dù là hắn ngày mai tu luyện đến cảnh môn, Bạch Mộng Giao cảm thấy cũng liền như vậy, không có quá đa tâm lý phản ứng. Nàng đã sớm không đem Lạc Vũ coi là người đến đối đãi